ចាំមើលចាំមើលមិនដឹងខ្ញុំត្រាប់បានទេហ្នឹងត្រាប់បានគណៈស្ដាប់លើហ្នឹងលើបញ្ញាចិនលើបញ្ញាហ្នឹងឯងលើគណៈចង់បំពេញទៅមេរៀនទៅយើងសួរចាប់ដើមចាប់ដើមសួរគណៈគណៈដែលពីយុគមិញគណៈការនិយាយទៅអត់មានទូខ្លះប៉ះពាល់ដល់រឿងផ្សេងៗដូចគណៈធ្លាប់ទូលខ្លួនហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់គណៈខ្លួនបកតាយយុគមិញទៅសំខាន់បុកបាក់ ឧទាហរណ៍ថាអត់មានចិត្តលំអោនគ្រប់លោកអីទេឧទាហរណ៍ថាការយុការវាចឹងព្រោះអញ្ចឹងណាគណៈឯកទេសក៏ប៉ុន្តែទៀតទៅទៀតស្ដែងនេះគេនិយាយថាបញ្ហាយល់ទុយនេះបុគ្គលខ្លះប្រើពាក្យហ្នឹងក៏ពីរោះប្រើពាក្យពីរោះណាគ្រប់គុណម្ចាស់ចេះគុណម្ចាស់គាត់ថាអឺប្រើល្អប៉ុន្តែក្នុងបេះដូងហ្នឹងគណៈឃើញថាអត់ប្រូពេអឺឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគណៈលើទី3 មនុស្សគុណជាប្រាប់ហើយគុណបោះណោតគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់និយាយចប់ខ្លួនអ្នកធំហ្នឹងអនតូនគ្រប់ប៉ុន្តែគាត់មានបានទទួលឆ្នោតហើយប៉ះលោកក៏វាយវាយហ្នឹងអញ្ចឹងអាចាយិកាភាសាដូចឆៅគ្រប់ហ្នឹងគណៈមិនស្គាល់ថាគេមិនតែមចិត្តគ្រប់អញ្ចឹងឯងគណៈមិនអីទេទាំងហ្នឹងទី1និងទី2ទី2 គណៈបានលើកពីរឿងសម្បត្តិប្រសងរាជជួនថាលោកអត់មានចេតនាទៅខឹងទេប្រកាសការលោកមកពាក់ចរិតជួនអញ្ចឹងហើយដោយគណៈធ្លាប់ទូលដូចគុណកាលពីមុនហ្នឹងនៅចំពោះបណ្ដាជនផ្ទាល់នៅស្រុកគណៈហ្នឹងអ្នកដែលដឹងរឿងផ្ទាល់មុនគេស្អូនស្រុកគណៈហើយក៏នាំគ្នាស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់ទៅក៏ហូបដល់ដាក់ឲ្យទៅយាយយាយយាយគាត់ថាមានគាត់ គាត់ខ្លាចណាស់ដើម្បីការចាស់ណាស់គាត់ថាស្ដីដូចគុណការប៉ុន្តែដល់ស្ដាប់យូរយូរគាត់ហៅចិត្តលោកដូចមែនចំដីឯងចិត្តលោកគឺថាដូចថាចិច្ចមកចង់ឲ្យគេល្អចង់អីចឹងមានការចឹងឯងឃើញទេចឹងកណាយល់ថាសំដីផ្អែមហ្នឹងវាមិនស្គាល់ប្រវត្តិថាល្អឯងមិនដឹងដល់ស្ដាប់ពីគុណយូរយូរឆ្នាំទៅគេដល់ពីគុណថាគឺចង់ឲ្យគេល្អប៉ុន្តែសំដីមិនមែនព្រមដែរក៏ហូតដល់នៅក្នុងជីវិតកងទ័ពមិត្តភក្តិកណានោះហ្នឹងដូ
những đôi bình tĩnh ấy xa chứ. Từ lúc nên bình đoán cả mùi phát chứ thà chồng ấy kê là ổ. Thá sao rít chân bình thân. Ôi kê là ổ chứ á. Hay đời chân này hết chân á. Đâu sẽ đập được quân nên trẻ đại xa dù mấy tháng mà được nâng chật kê là ổ. Tình đây là ổ chứ chật ổ đâu á. Thế đời chân đừng nâng cả nà vậy. Thế nhá hả, lâu rừng chạy sẽ đầy với tình 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 vì mình tao group sđai nhá vương nghiệp đai cái nào ở lại đang cái nào chẳng chẳng tu nó một lực một tiết chạy sđai lục ân tâm ờ tự quân phải cái soạn cái cái bản chân nó yết đi cùng đớm lục ân tâm á chứ nè bắt cái a piệt tha lại tâu lại ấu á tạm bất lục ân tâm mình đọng group cái cứ chẳng cái nào lực bị chô sđai á chẳng hay bạn còn bắt cái piệt tha sđai ấu bởi đây cô group á sđai quất bởi đây thiệt bất cứ quất mình group ấy chẳng sọp cái đây mà cái nào sẽ đập cái quân bỏ chạy thì dùng năng thắng bờ đẹp đang chặt kì vì đã sẩm bay kì cài cá cái quân thắng chứ chặt kì có lục áo một tam năng cái nào vậy bên toàn chó cái nào quân đẹp lá rừng bắc bắc chặt kì là ó cả con cá chân cảm tình cái này cái năng trơ cảm tình bà hai chia nhôm rừng quan tình làm tình mà anh dây chết đi nó kì vài được kèm thế đó dây tha bà sân bà bà cô nụ ấy nè thua ở vây chân tứ từ tạo ổng bật bà sân bà rộm cổ rụp nông miên hôi rương cái vị cha đại vị rừng tự tưng cho mối nâng à rộm đại vị tôn thôn nó cứ mình ai tự rùa chứ đại dương lương bao tháng đẹp là dây tháng nhóm miên chất cổ rụp tế mình chẳng bay thì thơ anh chắc này tạm để dương sân kết mơ nè đại dây chắc phị chứ đến rừng chắc cơ vì để chạp bà đào một phương tức tiền bằng khẩn bằng khom tiền âm yên tiền luật tiền bằng tròn bàn tay chia sầm đấy tay này dì thá nhóm cổ rút bị khăn hồng chân nhớ bàn vị phía thá bà sát ba bà nụ miên chất tô tôn tờ kỳ chất thái nè vì ở rộm bật tờ hói rương cái nè rương về cha nè về trâu tại tôn tạm đồng hỏi vì ọt tờ chi chùm toa chùm mùi nâng ở rộm bật bán nè tôi bà vinh bà sát ba chất bộ cô nâng ọt miên ca cổ rụp thê miên thật ca lấy lâu này của các bà
đôi tháng cua tờ thơ chăng cua tờ thơ nhẹ đầm bay xòm cua rồi thà cầm ao cái chập phép bị bọc luôn ba cầm ao cái tay đưa lại ba này chăng tới ca sắm đây chỉ cai vì ca trên tới tiền đại chật của ọt miền đấy cứ dương ai sang cây bàn riêng riêng chắc chắn mà rồi hốt đó miền tây khá ắt phơi tại mà đồ dương dây tháo trong cái rụp tại chật thơ ấy chồng nè là về chủ cho môi cha tôm cho môi bơ song cho môi xây để luôn anh tay được bồ tháo cái rụp nữa vay mà mong à cả ra số thứ hai đấy và sang ba chật dương cái rụp hai đấy ban chỉ cai vì ca bao dương rừng này và sau bây giờ dọc lại tháng màu bị nhau mình tụng loạn đối với mình ai tới rồi chứ mình nô à rừng chăng chăng tụi bây thay dương một bàn riêng sột bậc hạ bình nam máu có mình ai thà vừa rừng là hồ đó dương thơm cá đi đối thầm ai thà bởi nhôm phơ vây chanh bị chất tới cài vì cha mục chưa sợ tôn tam nông hao gì còn tay mình mến ban mình mến là thầm ai dây tháng và sau ba xong đây cái lõ hay chất rơi tại lõ mình mến chăng đi nhôm nhôm chạp cho lõ mày cứ thầm ai trong dây thà và sau ba chất nâng bình dịch tôn ấy cài nâng vì cha vì dùm tỏa cả nàng nàng hai cái nàng vì ta tôn tam đúng rồi nâng ngay nâng ngay phải áp nâng biên nhục phải chắp cho lon cho nâng nâng bắt bắt tới cũng sẽ phụ để hiến cho nó đến dự hiến cài ca tay đau rồi nó phần tay chặt dưới xe nhé cái nào cho nặng mơ á phụ để hiến phụ để hiến nâu chú bình tĩnh à cài với ca cổ rộp lộp ấy nâng hiểm rừng ăn hiểm tầm tay dùm đau chứ phần tay biết tư gần flop thì xoap ấy chứng phần tay là nông chặt dưới cổ rộp á phần hạt nạc năng cơ nào cơ biến như thế hay cơ nào lên khi họp biến biến mà nãy phần cơ nào vậy tấu phun vô là tôi từng đây quát mắm mắt na có này hai chiếc mũ tham mưu hạ mấy cái đến phần là hỏi chồng cháu mà thắng xong bây giờ biết con đại quý không con thật à chắc à phía là cơ nào đây trong là à phía ta cho được gì em là hai em luôn luôn cái năng cơ nào cái thao về mình dùng mình trọt thì mùi nè chặt quát á về nên quân thức bốt á phải khóa cái nào dành dễ dễ tầm hai cái nào tập lắm cũng như này cũng tốt chắc nhau mà dương ai thêm buồn pram đi tì tiết bẻ bọn nâng rương mạnh nhất á và sẵn bà nhôm nà ấy miền chưa cầm đất ấy trong thua nóm nhôm bà sẽ lấy mà plan mó xùa công ta xe này nhúc công ta xe sao công chi dương ta xe nát mà nó mình sao thì gà ta xe nó buồn bị dứt dài nhôm còn nó chạy bạc xâm lê mà plết xua xua chóp bật quỳnh xa hạ ca nếu như mà riêng tới bụng mà mình dâng tiếp tẹp bình thường mà bị lòn sao mấy thầm mà bàn phơ ca xoan thì gia tha nâng bình dô lưu bị rương à rõm bất hay nâng chất đầy lê lâu tam phú cơ bà lưng đài còn tại chồng tha rùm lâu tự sân chắc bà nhu mình sẽ ngồi đi rùm lâu sân chẳng mấy cao cơ bà này bố bất thích bọt dùm đi vì trời ca bình dô lưu tràn bình hay mình cho tiết á vậy đây thầm mà ta xe tới miệng xe đầy đạo vị phía tới bùm man châm nói nhắc mình men dây dùm nâng cho bên à lâu chắc nhộm tục tha lâu sân chắc sân ra mà ngay lâu sân ở rừng rõm bật nâng khu cơ bà lưng dường châu mà không bật thiên bọt nằm bầy chuẩn bì dùm anh ngay liên hiệp bệnh nhôm mưa là nó toàn nên á tập bóng đáy nhôm mưa sẵn ẩm bì dùm mánh thamà rùm lực mê đi tênh chế ẩm bì bì thì mỗi tiệm tông rừng bọn bạp nè tùa bọn tùa bạp dường bạn đằng mà hỏi thá vì chỉ tùa chất rừng chết tần à bì khắc kêu của hai chất tớ bì khắc của hai chết tớ thì xá nó thì xá bà lấy vì miền về chân nạ vía miền bì khắc ông bồn chết tần à hắn thì cơ vê bò nhang của tía bị nè chết tần à thôi bình và nó thì khá dây bởi đường chất tới bên chất nâng trên tàn nà chỉ phía xa ai đâu có địa bàn khá nông tì khá đâu có địa bàn nông tì khá mình đâu địa tì cứ khóc nưa tạm đồng đôi bị thay trên tàn nà trên tàn sắc ai trên tàn nà trên tàn sắc nâng nông trên tàn sắc vì mình bị mũi hai trên tàn nà trên tàn sắc anh đúng mình mê thì chất đi vì xe nhìn bị chất tàn tiền bàn tay phía xa thay trên tàn nà đi nâng nông tì khá cứ chùm nô hỏi bị thay chất tạm đồng đôi bị thay rương bọn bạp nhưng còn dây tháng tua bón cứ tua chất tua ba của tẹo tông chất tua bón tua trên tân na tua ba của tẹo tông trên tân chuồn ban á anh đang tham gia chuyện sang mọi chuyện lòng chỉ bạn đang hay thà rừng bón hay đằng ba đấy vẹp bón đằng rừng trên tân na rừng chất học trên tân na đằng chất đi sau chỉ niềm thiết đái miền rụp riêng chặt mình bán mưa mình khơi dấu cả vây đại chia rụp thiết cái ôp co đo tụm nước bàn na cái đó từ bị sau rụp bán tê miền tây dốc chất tàu chất bị sao chất chẳng mấy đôi dương vô cái địa bán mình chất bị sao chất mình chẳng
dừng vô là na ban thành ở nông bẹp mấy dâu dâu chặt bao dừng từ tung đúng chuồn cá cho lom từ tiết phong để ra dừng về bắn tung nè tung cho lom từ tiết à chặt chặt nè niêm mật thiết nâng niêm mật thiết từ tung cái ban sầm rạp rùa mật thiết mỗi đạch khát cùng ai từ tung tiếp niêm mật thiết bàn lao nơi tròn gặp ai nâng á rồi sau ba cái bằng cao nơi bằng chay cả bị chia từ nơi nam môi đại chia rùa mật thiết nào bằng co sấy để tham hà sập chân nam hàng mốc từ nơi ba tôi chỉ tầm nơi bà bà có đai bùm ai dâu tôi bị sao nên mà thiết bàn lao bùm nên ô bà co nà mối thiết bàn lao vì lên nên mà thiết đôi khi nha tôi bị sao bàn trong cụ thử xì đi ra internet on mình tỏ tiền mà trong bình chạy tha à vây nà đài vật chia xa bị phục lô sắp thang ngày cái tay anh bố tha bộ cầm lăng bộ tha mập bố bộ cầm đẹp mây bộ vật chủ sở cầm chặt tục rộp bình châu được nông bị tha niềm mật thiết đó nè à nó chia phía xa bà nhát rồi bỏ kế tại bà nó mình mến chỉ bốt đầy cả là nè cực rộp khí có priếp thiếp thắng bà ơn được nông bộ đất xa xa ná xâm đại dốc chất năng chê đất xa bà vật chia xa cái bố tha tha mập bố mình mến lòi nơi khôn ông Phật Sa Sơn này bộ bộ tham bộ bồn vật trụ sắc cam thằng lái cứ rụp vật thiết tại bản nó đại trang tận năng ạ dừng trai vị phiền khi nông chấm lại hàng rào mà vật trụ sắc cam tham bộ cam đã may lo đó kia vô từ thua bồn sập ngay này nhung đằng ấy bộ thằng ngon thằng miền mà nữa miền bao viêm mà miền cái vọt tung bàn nữa cái vô bọc co từ vọt tung bàn hay cái chập viết tiệt cái tê viết cổ bàn rư bất cứ gì cái bị trôn viết cổ bàn cái tụng viết cổ bàn cái thần nhẹ thần đông với đại bọc co cái tiền về cổ bàn, cái bẩm bát về cổ bàn, cái bẩm chân về cổ bàn, cái bẩm châu về cổ bàn, cái bẩm tục về cổ bàn, cái vọt tung bị tùm hôm bị cầm lăng bao về cổ bàn, hai bề để về pro tài cam mà đo việc bằng cổ bàn chỉ phép làm chui chứ đôi đôi cam đã mây đôi vật trụ sắc cam mà về việc bọc từ lơ say mối với ai thôi vật thô nó đua bán anh ấy phép chia sẻ anh cười chẳng còn tái vật chia xác cái thạ vì chia bộ niềm mà thiệt nào để cho chỉ phải xa bỏ bộ này ai nhỉ còn tái công ấy sao đại sắc xa Phật Sa Sơn thì tối nữa công từng giây thả ô và Phật on nhớ chúng ta dùng niệm mà thoa mình men lao gì niệm mà thoa mình men bạc nằng niệm mà thoa cứ lướt bị nằng niệm mà thoa rồi niệm mà thiết na cứ bộc hết bộ chặt chẽ đã sắc này đại miên ôp co na mối từ tông từ tiệp bàn lao gì miên miết miên mà miên miết miên mà mình ai chập bạch châu chập bạch chân bàn lao gì nhưng ai chập bạch châu chập bạch chân chặt bàn đặt ai thuê việt đại ai to về ai phải trâu nó ôp bọc co ai phải tranh đam ôp bọc co bàn đi miền đấy miền vật thậu tầm nơm na mối đại kê dâu màu chọp màu vịt nơi chặt đằng chết đằng sắc này ở đâu đằng bộ tham một bộ đại kê cho nam dây dọc ngay nè phải trâu phải chết rôm sai bấm bát ót bán thế này nhung và phê bộ ăn năng bán và bốt đại dâu thay chỉ niệm mà thiệt chấm nay bộ đại ban rìa rọp màu mấy nhung vì chia rụp thiệt tê vì chia rụp thiệt tê nè khá phẩm dô la cả lại nâng từ mơ dụp hơi vật chia xa chân phê xe mà thạc lô anh dô lạc rõn chạp bạc đàm buông dô đôi cô xì xe mà chờ lếp dô mình rụ chết lạc đây nè cổ bán bố tha internet vật lạc nhà sạp bán với nhau nhóm lưu bao nhiêu tiền mình đa cho nó lưu bao nhiêu mà chị ấy chưa được tất nghiệp mưu tu sạc bà viên được đâm ná vì bọc hiểu bà viên chọc viên lên miền bọc hiểu to tiếp chất năng chết là sắp bắn nó tớp chim mà thiệt này nhung mơ bị phép khai kia cái lại nó thamai dây bị phép khai kia bà chị hai bà chị tiết thác bụ tham mập bồ bộ cầm lăng bụ vật trụ sạc cầm sọc ngay đã vật chất sang tầng lại đã phía sang sân cung tầng lại cái ao chung thành điểm mật thiết nhôm từ mới bị lẹ cả nặng bảo vệ cái chập về bàn cái ô cái tinh tục về bàn cái banh về tranh bàn cái lúc bằng bàn về bàn cái đa rộng về bàn cái bằng màu về chọn về bàn cái stone bị miên bị mạ bảo vệ bàn vì miên cầm lang rung chuối bọc con tay chặt nâng chân ta sắc một mái bắp nâng lao khâu khnia sờ lạ nơi khôn ông Phật Sa Sơn bộ nâng chia rupa thiệt tê đại là mà bạn đã chấm đầu thường thành rupa thiệt kro kriết nâng rupa thiệt lật miền khơi nâng miền khơi bị thả rupa thiệt kro kriết nâng rupa thiệt lật nâng
អ្វីដែលយើងត្រូវវិភាគណាក្នុងចំណុចទី3នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះវាជារូបធាតុទេចាំមើលថ្មឲ្យអត្តន័យតើរូបធាតុមានអត្តន័យបែបណានាមធាតុមានអត្តន័យបែបណាយើងសង្កេតវាឲ្យគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាញោមបើញោមណានេះមិននិយាយមិននិយាយមើលងាយប្រាជ្ញាសមត្ថភាពញោមទេណាតែចង់និយាយថានិយាយបែបទឿនប្រសិនបើញោមមើលសភៅពុំទាន់ចាប់បានមកកម្បាលទេកុំឲ្យសោះទៅបួងយកបួងយកពីការថាញ់ចេះតាញ់ចោះទៅប្រៀបធៀបជាមួយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយណាស់100ក្បាលយ៉ាងតិច50ក្បាលយ៉ាងអន់មិនក្រអែនតិចជូនការទៅលោកលើលោកទេសនាកំពុងងុយទឹកអញ្ចឹងលើលោកទេសនាថាញ់ចេះថាញ់ចោះទៅអូញ៉េះទៅស្ដាប់លោកទេសនាបានមួយរោងពីររោងទៅទៅមើលសភើតូចតូចតូចតូចដែលគេទៅសេតាមរោងពុំបោះពុំទៅដាក់ចំណងជើងចេញចុះខ្លះទៅអាទៅមើលសភើដែលគេបកប្រែទៅជាអង់គ្លេសនោះខ្លាំងតិចទៅអំនួតក្នុងរឿងភាសាផងអំនួតថាខ្លួនឯងរៀនចប់សាលាខ្ពស់អីយ៉ាងផងទៅរៀនខាងទស្សនាអីផងទៅចេះថាបួងយកថាខ្លួនឯងអាចទៅរួចដោយប្រាស្ចាកការសិក្សាគ្រឹះដល់ពេញលេញក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងក៏ចេះថាបាទយកបាទមធាតនឹងយេសធាតនឹងយកនាមធាតយេសនាមធាតយកអ្នកខ្លះពេលដែលគេនិយាយពីរឿងថាចិត្តនឹងចេតសិកនឹងគឺជាធាតនោះនេះសោចគិលនេះធាតធាតអញ្ចឹងណែវាយ៉ាប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានថាហោចអាត្មានិយាយទឿនថាហោចណាស់គេមិនឲ្យជឿកំពីទេបជាអបជាធាតមិនឲ្យជឿកំពីមិនឲ្យចាំតែម្យ៉ាងវាធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែគេឲ្យមើលសិនហើយឲ្យគិតឲ្យយល់ហោចណាស់ក៏គិតហោចណាស់ក៏មើលទាំងដែរមុនគិតណាមែនអាលវិបមិនបានដឹងលើពាក្យនឹងមកពីណាគ្មានក្បួនគ្មានច្បាប់គ្មានតលប់គ្មានតំណសត្វទៅលើពាក្យបាចាមរាមពីនេះពីនោះបដិហាតិចអីតិចនឹងយកមកគិតឧទោថាដែលថ្មនិយាយតដែលថារូបមន្តរូបមន្តធ្លាក់ជ្រោះដល់ពេលយើងនឹងគិតឲ្យឡើងភ្នំអញគិតសិនវិញសំអាងលើសក្តានុពលនៃខួរក្បាលរបស់អញគិតត្រិះរិះពិចារណាអញគិតឲ្យរកឲ្យឃើញថាឡើងភ្នំតាមរបៀបណាទាំងនៃក្បួនដែលគេយកមកឲ្យគឺក្បួនធ្លាក់ជ្រោះអញគិតយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជាឡើងភ្នំដូចគ្នាបើពាក្យនឹងមិនមែនជាពាក្យបោះប្រពន្ធសោះណែឯងគិតមិនឲ្យត្រូវពាក្យចចាមរាមដូចថាពាក្យពុទ្ធនីយពាក្យបរតោកោសៈរបស់បរទេសពាក្យមនោគមពាក្យបំពុលពាក្យភ្លាត់ភ្លៀងតាមការតសេពាក្យតមត់នៃលោកទេសនាពាក្យចាំរបស់យាយតាពាក្យកើតចេញពីការយន់ឡំរបស់មនុស្សភាគច្រើនជាកំពីដែលគេទៅសេប្រឡំក្នុងពុទ្ធសាសនាអីចឹងទៅដូចយេស៊ូវសពថ្ងៃក៏ទៅសេប្រឡំពុទ្ធសាសនាជ្រឿនដែរអ៊ីស្លាមឥឡូវក៏ចឹងដែរចាប់ផ្ដើមគៀងខ្លួនឯងមកគៀងប្រពន្ធថាប្រពន្ធនឹងបានព្យាករពីរឿងខ្លួនឯណាណៃដូចស្ដីថ្ងៃមុននោះអញចឹងជាដើមទេតែយើងគិតតែមិនអាចចេញជាពុទ្ធិកាអញ្ចឹងគ្រាន់តឿនថាឲ្យចើបន្តិចឲ្យច្រើនបន្តិចចាំយើងនិយាយណាអាត្មាបញ្ជាក់មកវិញថាសម្រាប់ធម្មពលកម្លាំងវត្ថុសកម្មកម្មរៈថ្មីស្អីស្អីដែរវាជាសាសសពថ្ងៃគេតែងចាត់ទុកថាជាប្រភេទធម្មពលប្រភេទនាមធាតុណាវាមានលក្ខណៈដែលអាចចាប់ទុកបានបញ្ជូនបញ្ចេញមានមៀតមានម៉ាស់មានកម្លាំងបុកផ្ទុបប៉ុន្តែចិត្តនឹងសត្វពុំមែនបែបនឹងឡើយពុំអាចវាស់បានពុំអាចកណ្ដោពុំអាចចាប់ពុំអាចបញ្ជេបញ្ជូនតាមឧបករណ៍ណាមួយហើយពុំមានកម្លាំងបុករុញអីឡើយចិត្តច្រឡំណាតែច្រឡំថាចិត្តនឹងអាចបញ្ជូនទៅបុកស្អីបុករូបធាតុឲ្យរង្គើបានអត់មានអញ្ចឹងទេណាអត់មានអញ្ចឹងទេណាញោមអត់មានអញ្ចឹងទេឥឡូវបើអាត្មាមិនចង់វិញវងកញ្ចក់ច្រើនពេកវងកញ្ចក់ច្រើនពេកវិញត្រឡប់មកវិញអឺចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចេះចង់បញ្ជាក់ថាភាសាដែលគេទៅប្រើនោះជាភាសារបស់ពួកគេការយល់របស់ពួកគេតែនៅក្នុងពេលនេះសូមគៀងខួរក្បាលញោមបងប្អូនគ្នាថាយើងកំពុងតែសិក្សាអំពីពុទ្ធិកាតែប៉ុណ្ណោះពេលផ្សេងមិននឹងចាំញោមទៅសិក្សាឬខាងក្រៅឥឡូវសូមគៀងថាយើងមកគិតតែនៃក្នុងពុទ្ធសាសនាតែប៉ុណ្ណោះនៃខាងក្រៅអញ្ញអនុពលនាមធាតុមិនមែនជាប្រភេទធម្មពលឬកម្លាំងដែលវិទ្យាសាស្ត្រនោះថាឡើយពួកទាំងអស់នោះគឺជារូបធាតុនៅក្នុងពាក្យថារូបធាតុដល់ល្អិតភាសាបាលីគេឲ្យឈ្មោះថាអោឡារិកាំងហើយនឹងពាក្យថាបណៃតាំងសុខុមាំងរូបធាតុវាមានអោឡារិកាំងសុខមាំងបណៃតាំងវាមានថៃណាំងវាមានអាក្រូតក្រៀតវាមានអត់វាមានអបណិតវាមានលំដាប់របស់វារូបធាតុខ្លះចាប់បានមើលឃើញរូបធាតុខ្លះចាប់មិនបានទេមើលមិនឃើញទេឧទោដូចខ្យល់ឧទោដូចកំដៅខ្ញុំចាប់កំដៅបានទេខ្ញុំមើលឃើញនៅភ្នែកបានទេ
được cho nhưng mưa khơi bàn ọt nhưng chạp bàn đấy còn tay miên ổ co tôi vào tông bàn này anh đang gặp một phép lật miên là lật trên đang tiếp lật cho đó lại là tham một cam đã xây vật trụ sa cam cái ai bị chê bị trôn tam ổ co bán á cái lộ bán á cái dầu về mà lộ bán á đôi bà con phải chạy cái phải chia sập ngay cái tình cái này cái đồ cái này vật trụ sa cam bảo kê nó cái ai vô tôi chia bốn tình lộ bán cái tiếp tục bán anh đang gặp một phép bộ và này tăng ao la đi căng sọc hổ măng mà mình dây bao lấy vậy thà sôm giờ rau bẹ thà bộ và nát bộ là ắt tai mình bén chỉ niệm mà thiệt tệ chẳng là nhóc niệm mà thiết sầm đai vô tại chân đang chân tại sắc phần nọ à lấy dương mong dây về đường tua bon tua bạp thà tua bon tua bạp nữa cứ sầm đai vô niệm mà thiết bán đó niệm thiết chỉ chất này đang chân tại sắc chấm núa xua tha prasan ba vi chấp bản ban mơ mình khơi gió nia vì sao đòi ôp cò nào mùi bùn bàn gió nia về để vi pro tài cam mà đong về để vi thuê cam mà đong mà đong về để vi sầm đai tài cam mà đong tao vi bằng cò trên chỉ pho liang bạch năng mê riêng dụng mấy nữa tham á ban lớn chỉ ôp ma tha nhảy vi thuê ca là vi tha ô ta ho tại tham á ban ho tại đại tham bờ tham á năng chơi mê lê côn cần đất vị chia giang máu bầu đỏ cồn chạy mót má cù về lừa đà khiến ao nhôm cồn khné nước ban sáp ban mới bị chìm ngay về đại phần dồi chóp cần đất xanh nhà nước ban cá lừa khô các ban nhôm rụng nè đại bị môn bùng thọ miền son bị môn nhôm bùng đại chạy sao ai lỡ đi sáp lên rụng bùng môn xanh nhà mũi nông khô các ban nhôm rụng nè nó sầm núa xua tha ta rụng bùng môn xanh nhà nước ban mau bị nà vì chơi nhầm pi kêu ở cha nè bằng riêng nó chơi tôi đi tham bồ về chòng cắt vì ôp cò môi vì kêu muốn sang nhà đại ca nó không cù ba ông group kia ông vừa anh ông group kia này chỉ là cái nè ta về chơi nhầm pi kêu ấy nó nghe cái lại môi hay về anh nghe lộ một cha đại ba đặt tên nhôm lớn mình tới lớn nâng ngay mạnh vừa lên nhà về sau mà cả vừa lên lại to tiền viện chế rương bất đắc vì mình men tranh bị cua ở cha mình men cần đất xanh nhà mình men niềm mà thiết năng tranh nhầm bị cua ở cha họ từ châu của các bạn bao con sa tê tam bất đắc cứ việc cao nữ trong của các bạn bao con sa riêng luôn của anh việc cao tận lòng anh bàn tay vì mình men cao ở hai tê vì miên rụp một môn xanh nhà cần đất xanh nhà bọc cru chỉ tu hạt chấm nay rụp một môn xanh nhà cần đất xanh nhà bao con sa cứ chỉ tu họ miền rụp bẩm môn sàn nhá cần đất sàn nhá miền niềm mà thiết bọc rú đại pro tài cam nó chỉ hết miền cần đất sàn nhá rụp bẩm môn sàn nhá đại ca tròn khu các bà này còn sơ tầng lái cứ chỉ phò niềm mà thiết về thơ ca chứ ngà ta vì đôi tham bẩm pol tròn na tham bẩm pol kịp bật chân nhá vì chòng cắt về há vì chòng cắt cá cái ai đem tiền về của bạn đấy bộ tham bẩm pol cầm láng này miền đôi khné na anh ông châu chảy mấy nè cái chập bắp chôl bắp chân ôp cò men miệng đôi khné tê vị trí rụp thiệt tê vị trí bắp phết đây là ăn sườn điên chôl nhỉ bạn đây bị ăn chân chôl được tiệt vị bắp phết đôi bụng khấn à khấn có chạm bàn mơn khơi này bạn đây vị trí rụp thiệt tê khấn à khấn có chỉ rụp đây chôl có chỉ rụp đây cầm lăng có chỉ rụp đây tham bắp bồ có chỉ rụp đây vật dụng sự cầm nó có chỉ rụp đây cầm đã mây có chỉ rụp đây mình men chỉ niệm mà thiệt tê bây giờ ai công thực bộ sai chăng bà luôn ai mình chỉ ba thế công bằng phơi mê rin pre nuông kỳ thực pull mình men chẳng thế nhôm mưa chọn nhôm mưa bị đầm nào này ca can láng này cần đất xa nhà này đi mà thiệt đại về nơi nông khu các bạn nhôm group kia nè ta về bao bì na vì tranh vì cả lái mui là biết là châu là bộ mui chào là bộ chả đôi ta tranh biết mà tới chào là bộ chả từ tôm là bộ tham ai là việc được chụp tệ vì nhiên đại dây ta cho nam vô đấy nghe viên trăng ở đây rằng mày
ថាមិនមែនទេគឺវាកើតនៅត្រង់ទីរបស់វាតែម្ដងគ្រាន់តែមានអាផ្សេងជាហេតុវាធ្វើការអញ្ចឹងវាធ្វើការអញ្ចឹងអាត្មានិយាយទៅនឹងនឹងជាប្រមាណដងហើយទេការព្យាយាមនិយាយត្រង់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាភាសាវិទ្យាសាស្ត្រសប្ដងដែរគេនិយាយរឿងធម្មពលវិជ្ជាកម្មស្អីស្អីស្អីចិញ្ចូលស្អីអានុងណាវាជារូបធាតុទេមិនមែនជានាមធាតុនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឡើយអ្នកចេញទៅបកស្រាយប្រយ័ត្នច្រឡំកន្លែងហ្នឹងនាំគេទៅពលថែមិនមែនបំភ្លឺធម៌បំភ្លឺធម៌ណាបំភ្លឺមេរៀនព្រះអក្សរអស់តែជាសធម្មបដិរូបអស់ចិត្តនឹងចេតសិកនេះទើបជានាមធាតុយើងបានដឹងហើយថាតួបនតួបាបដែលជានាមធាតុនេះណាវាគ្មានរូបចាប់មិនបានមើលមិនឃើញវត្តុងជាមានជាមាសពំបានបច្ចេកបញ្ចូលមិនបានប៉ុន្តែវាក៏មានសកម្មភាពរបស់វាដែរវាជាធម្មៈមួយដែរវាជាធាតុមួយដែរវាសកម្មដែរមិនឃើញពេលញោមខឹងម្ដងឯងតើសភាពខាងក្នុងវាយ៉ាងម៉េចពេលញោមអាណិតម្ដងវាយ៉ាងម៉េចពេលញោមលមោម្ដងវាយ៉ាងម៉េចពេលក្រោតម្ដងពេលចង់បានពេលដំរេកពេលតណ្ហាពេលអាណិតអសោម្ដងតើវាយ៉ាងម៉េចវាមានសកម្មភាពរបស់វាវាមានគណៈវាមានដំណើរវាដំបងដៃអញ្ចេះបន្ទាប់មកអញ្ចេះបន្ទាប់មកអញ្ចេះពេលដែលវាប្រតិកម្មម្ដងនោះប្រតិកម្មហើយក៏រលត់ប្រតិកម្មហើយរលត់ឡើងយឿនលឺហាស់កើតរលត់ដូចដាប់ភ្លើងឆេះដូចដាប់ភ្លើងនៅលើជាងអាបច្ចេកភ្លើងឆេះភពកើតរលត់ប៉ុន្តែអត្តពលរបស់វាមិនចប់ទេដោយថ្មបញ្យលឧទ្ធរថ្មបញ្យលកំពងបញ្យលនោះនឹងខួរក្បាលរបស់ញោមបង្កើតបានជាផលវងវាយគ្រប់គ្នានឹងកើតនឹងកើតជាកើតជាស្អីទេនឹងក្នុងខួរក្បាលវិញចង់ឯនេះប្រតិកម្មឯនោះកើតយ៉ាងបានជាភាសានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេប្រើពាក្យថាជាហេតុនិងបច្ច័យខ្ញុំចាប់ពាក្យពីរនេះឲ្យទាន់ណាបច្ច័យក្នុងទីនេះសំដៅយកផលហេតុសំដៅយកតួកត្តាអាតួធ្វើអាតួប្រតិកម្មឲ្យឈ្មោះថាហេតុចំណាយអាចចេញមកដោយសារគេនោះជាហេតុនឹងឲ្យឈ្មោះថាផលវាដើរតួជាតួហេតុនេះមកធៀបធ្វើការជាតួហេតុដើម្បីបង្កើតផលប៉ុន្តែមិនមែនទៅសាងផលឡើយតន់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំតន់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនចេញទៅសាងផលទេមិនមែននេះមកធៀបមួយប្រភេទក្នុងទីមួយចេញទីកន្លែងខ្លួនចោលកន្លែងចាស់ចោលរូបធៀបដែលជាទីតាំងរបស់ខ្លួនទៅសាងសម្បុកថ្មីទេវាគ្រាន់តែបង្កសកម្មភាពនៅត្រង់ទីរបស់វានោះមានអាតួថ្មីថ្មីកើតឡើងដោយសារវារបៀបធ្វើការរបស់វាគឺអញ្ចឹងចុតិបដិសន្ធិគឺអញ្ចឹងណាញោមខ្មោចងាប់ហើយគឺងាប់ហើយដូចថាញោមឥឡូវញោមឈ្មោះកញោមធ្វើបន់ធ្វើបាបមកសពមកគ្រប់ងាប់ព្រោះសំដៅថាម៉េចពាក្យថាងាប់ឥឡូវយើងនិយាយពាក្យថាងាប់ពាក្យថាងាប់និយាយទៅស្អាប់ថាសបករបស់យើងខូចហើយលែងរស់រវើកទៀតហើយក្រឹងក្តាំងហើយរហូតដល់គេយកទៅដុតចោលដល់នំស្អុយនេះឯចិត្តនោះក៏រលត់ទៅដែរការដែលយើងរស់នៅនេះវាមិនដែរចេញពីកាយយើងទេវាមិនដែរសុកសុកសបកយើងទៅផ្សេងហើយចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងចេញឆ្កុយទៅអញ្ចឹងទៅនេះតិចទៅនោះតិចមិនមែនអញ្ចឹងទេដូចគ្នាពេលដែលសបកនោះវាខូចទៅអានោះក៏វាមិននៅដែរវាសូន្យបាត់ហើយវាឆឹងហើយអញ្ចឹងបានជាភាសាព្រះអង្គប្រើពាក្យថាបញ្ញខណ្ឌរលត់ខណ្ឌ5វារលត់ចំណែកឯងខ្លាំងទៅបកស្រាយថាអើសបកហ្នឹងងាប់ហើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណហ្នឹងនៅអាអញ្ចឹងវារលត់អីវាអញ្ចឹងបើវាគ្រាន់តែបដូរទីនោះវាទៅទៀតទៅរកសបកថ្មីអាហ្នឹងបានថាលបពេញទំហឹងអាអង្គថាពុទ្ធិកាផងហើយដើរបរិស័ទគេទៀតថាគេមិនបកស្រាយយើងខុសទៅទៀតលបខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងនាំគ្នាទៅទៅវងទៅវងនិយាយស្ដាប់បានទេអំណាចមានអ្នកអំណាចអួតហើមលឺមិនមែនអញ្ចឹងទេណាញោមបើញោមទៅបកស្រាយថាឥឡូវអាត្មានិយាយត្រែតែបើសិនបើយើងទៅបកស្រាយថាចេះបកស្រាយថាអើបណ្ដាលខណ្ឌ5ណាសបកជារូបខណ្ឌចំណែកវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជានាមខណ្ឌឥឡូវសបកហ្នឹងបានបែកបាត់ហើយទទួលស្គាល់បែកមែនដល់ textol បំលែងបំលាស់ទៅជាស្អីអស់ហ่าធាតទឹកទៅជាធាតទៅទីទឹកបាក់អស់ទៅហើយចំណាយសាច់របស់យើងនឹងពួករឹងរឹងបំលែងទៅជាបែបបំលែងទៅជាក្របលំអិតនៃផែនដីអស់ទៅឆ្អឹងរបស់យើងនោះណាដល់ពេលខ្យល់ក៏ទៅជាខ្យល់ក្នុងលំហអស់ទៅ
ចំណៃកម្ដៅទាំងឡាយក៏វិស័យភីជ្រាបទៅតោងរូបធាននេះរូបធាននោះអស់ទៅរូបនេះបែកហើយងាប់ហើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណនោះនាមខណ្ឌទាំងឡាយនេះអត់បានបែកទេទៅទីទៅយកសបអីណានោះទៀតតែទៅបែបហ្នឹងខ្ញុំដូចពួកព្រហ្មញ្ញចឹងដូចគ្នាណាខុសគ្នាត្រង់ចេះទេព្រហ្មញ្ញគេនិយាយចេះដំបងដៃណាដំបងដៃហ្មងនិយាយសោះសោះដំបងហ្មងដំបងដៃពិភពលោកនេះមានតួបលឹងម្ដុំមិនត្រាប់ឲ្យតន់ណាដំបងដៃបំផុតបើនារាមួយមកដាក់សំណួរថាចុះមុនហ្នឹងទៀតដាក់មកញយពាក្យថាដំបងគឺដំបងហ្នឹងហើយដំបងដៃបំផុតគឺមានតួបលឹងម្ដុំសោះសោះអញ្ចឹងយកតែហ្មងពិភពលោកសោះសោះសោះសោះមានចំណុចចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងហ្មងយេស៊ូវក៏របៀបហ្នឹងដែរដំបងដៃមានព្រះបន្ទូលដំបងដៃមានតួវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើណាមួយទៅសួរថាជុំមុនតួវិញ្ញាណឯងសួរអីអញ្ចឹងគេមកឲ្យសួរទេអានឹងងត្រូវសួរក្រោយពីនឹងត្រូវសួរបន្ទាប់ពីមានវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងអាបន្ទាប់ពីមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី2មកមានព្រះបន្ទូលបរិសុទ្ធព្រះបន្ទូលបរិសុទ្ធបានបង្កើតសម្បត្តិដំបងអត់ប្រកាសមនុស្សទេប្រកាសសម្បត្តិហ្នឹងបង្កើតសម្បត្តិបង្កើតដីបង្កើតទឹកបង្កើតខ្យល់បង្កើតអីសពគ្រប់មកអត់ផ្សក់ពេកវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងក៏បានរុញព្រះបន្ទូលឲ្យបង្កើតមនុស្សហើយគេថាមនុស្សម្នានឹងគឺជាតួតំណាងរបស់វិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងបង្កើតសិទ្ធិពួកយ៉ាប់ចេញមកពួកបំទុះក្របបែកពួកភេរវកម្មនោមគ្នានិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាមូស្លីមវាសាហាវណាស់ពួកព្រះបង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលពួកអាការីមើលពួកតាលីបាននៅអាការីស្ថានមើលធ្វើបាបស្រីស្រីពេញបន្ទុកពេលវាប្លន់ប្រទេសបានណាដូចក្រុមមនុស្សព្រៃដែលវាមិនដែលបានសោយរស់ជាតិនៅក្នុងក្រុងដល់ពេលវាប្លន់បានម្ដងវាជក់ចិត្តមកយូរហើយវាចាំចិត្តណាចាំមើលតាអញចូលតាអញធ្វើអីតាមសំភឹងហ្មងសោះគ្នាឯងនិយាយថាដូចប្រុសពួកអ្នកផឹកមកក្រុមមកគ្នាឯងហ្នឹងឡើងក្រុងរាជក្នុងវិមានមួយចឹងមិនដល់វាធ្វើអីវាស្រីហ្នឹងវាយកទៅប្រើផ្លូវពេកដើរចាប់ពីអាយុ14ឡើងទៅទៅចុះឈ្មោះដើម្បីរៀបការជាមួយអាពួកសកម្មប្រយុទ្ធកញ្ចាស់កញ្ចាស់អួមហ្នឹងណាដើរចាប់ឯកាទៅឲ្យស្ត្រីនឹងត្រូវស្លៀកពាក់និយាយហាមចេញពីផ្ទះហាមងាកមើលមនុស្សប្រុសហាមសម្ដែងមតិយោបល់ក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី15 10ឆ្នាំឡើងទៅចូលសាលាគឺសម្លាប់ចោលបងអរឲ្យរៀនសូត្រទេចេះដឹងទៅតាមរយៈពួកក្នុងអ្នកបង្រៀនទៅបានហើយដឹងទៅធ្វើការបំរើផ្លូវភេទទៅតែប៉ុណ្ណឹងទៅច្បាប់គឺនៅលើមាត់ហើយចង់ចប់អានោះជាតួតំណាងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រកាសមកចង់តែយើងរកឃើញថាកំហុសអូយបើព្រះអីក៏អញ្ចឹងវិញបើព្រះមានប៉ុនអញ្ចឹងមែនអញស្អប់ព្រះណាបើអញជាព្រះវិញអញមិនបកើតអញ្ចឹងថ្មមិនវែងឆ្ងាយចង់និយាយថាពួកព្រហ្មញ្ញពួកហិណ្ឌូជាដើមហ្នឹងគេតែងដាក់ចំណុចចាប់ផ្ដើមថាពិភពលោកហ្នឹងចេញពីតេះមានអាទី1ទៅនេះតែមានចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺតួលប់ហើយតែមានចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយគឺមានតួលប់មកហើយតែមានទី1មានទី2តែមានទី2មានទី3អ្នកឯងជាសាវកហាមទៅសួរថាមុនមានទី1គឺស្អីហាមសួរណាសួរបានចាប់ពីទី1និងទី2ឡើងទៅក្រោយពីទី1មកគឺទី2គឺយ៉ាងឥឡូវមើលដូចគ្នាឬដូចគ្នាគេតែងនិយាយថាមិនគេថាពេលដែលមានតួបរមាអាត្មាតួវិញ្ញាណមេម្ដុំធំហើយអាតួវិញ្ញាណមេវាបែកមិនដឹងជាហេតុអីបែបទៅសោកវិបាយទៅវាខ្ចាត់ទៅជាវិញ្ញាណរាប់លានរាប់សែនកោតចូលយកសបកតាមភូមិតាមស្រុកបង្កើតបានជាមនុស្សនិងសត្វប្រងព្រាតហើយបើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបង្កើតកូនបានម្នាក់មានន័យថាចែករំលែកវិញ្ញាណនឹងបែកចេញជា2ជា3ទៅកូនទៀតដោយថាញោមមានកូន10វិញ្ញាណដ៏តូចរបស់ញោមដែលបែកពីវិញ្ញាណធំហ្នឹងវាទៅចូលកូននឹងបាន10ទៀតវាចេះតែចែកអញ្ចឹងទៅហើយធម្មតាការមកចូលសបកអញ្ចឹងវិជូបនឹងជារៀបជាធិមរណៈងាប់កើតវិធុញធប់នេះគេមានអាការៈខុញធប់របស់គេដែរណាគេនិយាយពីរឿងទ្រឹស្ដីត្រាប់កើតដែរវាមានជារៀបជាធិមរណៈអីចឹងគេធុញពេកអ្នកណាធុញធប់រឿងហ្នឹងពលត្រូវជីវិតជាទុកអាត្មាថាចឹងចុះអ្នកណាពលត្រូវរិះសច្ចៈទី1នៅក្នុងលទ្ធិគេណាធុញធប់ការរស់នៅនឹងពេកចង់អមតៈវិញចូលបូជាយ៉ាញ់ចូលគោរពតាមវិធីរបស់ព្រាហ្មណ៍ដែលព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគឺជាតួចំណិតរបស់បរមាត្មានោះជាអ្នកជាជាការីបងពូនោះជាអ្នកមកបន្តវេនតំណាងឲ្យតួបលឹងបូជាយ៉ាញ់ទៅអាកកកោខ្លះទៅអីខ្លះទៅអាតាមតែក្បួនគេប្រកបណាធ្វើម៉េចឲ្យតែពួកព្រាហ្មណ៍គាត់ចិត្ត
Bê đây nè anh ngọp bố tớ nè à vinh nhiên nâng á. Vì lên vinh xông hai vì thờ râu mê vinh hỏi. Vì rốt tớ tao không nè vinh nhận thật là mốt mà đông nông vinh nhận. Bê nông á vì lên màu tiết hai chặt tục thần nông lên lên miền chỉ riêng chia thêm màu ra nạ hỏi. Ta không nè ớt bởi dân tự bộ sài thạc. Ngọp tớ hỏi nông vinh nhiên tớ châu sở bộ. Mình không nè nè. Không nè tớ trong bộ phúc nâng. Bộ phúc mà không nè trong bộ phúc à. Nông xa xa kế kê dây thầm mạch. Kê dây thầm vinh nhiên nó chạy trên biển đông bộ. Mà về dân ăn dây dân này, dân tháo vinh nhiên nó cứ chát cho nhau bị cầm lăng xoay nà vươn ta lọc ta lăn bình tật bình đấy. Ta xài bà sát. Vì chanh bị tân ông. Đó về vì chanh bị tân ông tớ. Vì ăn chết ngọp tê. Để xa ấy, để xa vì còn đô tí nâng. Đô thủ bộ mùi, tớ mùi, tớ mùi, tớ mùi, tớ mùi, tớ mùi. Thả đôi bồ mạnh chân. Đôi hình đô chân à. Nóm kia được chút bình thân. Đôi nà. Trong lươi cũng không phòng. Dân bà này mà anh dây thà cầm bì mình ao chưa tê, mình ao tù tê, mình ao thông ngôn tê bàn tay của ao bương việt đây. Công chế ta thầm an lơ thầm mặt tập hiệp khô các bà lọp lại tình tui nâng chế ta bạc. Dù dù tư việc khôi bột đầy cao ở tư, mẹ kào kào để khí nghiêng thầm mặt tập hiệp về nhây xây nóng đăng thật xa, thuộc xa, thuộc xa, thuộc nhu. Crap vô tư của chú đó tư. Viện chắc ạ. À lấy bà nhôm nà mà nế á. Ê, đi con bộ sài ra nhóm chanh mục ạ. Nhóm chanh mục to tăng cái này bài phát hiện nạ thịt mừng. Bà buồn nên lại. Mà dô bộ đứa cá mà bà chôn mà. Ta nó bộ đứa thân dây mình. Ở bộ trẻ xa lạc mà đoàn mới. Công chôn chăng này dùm, mình bèm chăng tìm. Đôi bàn bà chạy bị đầm nào bà bê chăng. Thà viết bộ đứa cam cả lại ná, vì cao cả lại ná, vì rồi lột tận năng. Còn ta ấy. Ở tập bộ bà viết bán chô rùm hông cạp bán cạp ở vây đây vì thamay. À là thamai ông phẩm ma chỉ rụp thiết mùi. Ông phẩm ma chỉ rụp thiết thỏa mạng cao ông phẩm ma mà đôi cạp bất thẳng sông này. Ông phẩm ma thật cổ xoay để nhóm xì hơi nhóm cọp yên hướng đầy. Đặc tức đặc chế tới ai dương từ thư ca thay bạc tư. Đọc mà phê chân nam cao đó là một vết phái xoay đúng không? Nâng trong xoay lòng bồn bệt. Phái xoay để dương bệnh mọc cắn đó nè. Mà phê chân nam cao đi. Chia phái xoay thơm mây. Đại sang láng bị cương bằng cung thơm mây. Bị đầy tất chết bị cầm đau bệnh tất thơm mây. Bị đau bị chua bị sạc bảo vệ thơm mây. Tập bộ thơm mây. Khăn thơm mây. Tập tố xua thả vị thơm mây. Các nơi khăn nông cả lạ tê xạ thơm mây. Các nơi trọng tì thơm mây. Vì nơi trọng xoay nó tê. Còn tái tu chia giảng nà. Tầm nẹ tầm nâu bảo vệ vị thơ lọp. Vì miên tầm nẹ tầm nâu mê bà bảo vệ ông bị cọp chả. Đôi chân nế nà. Vì nơi xa xa là chết đôi. Tập cọp chả giảng bà thả xoay cứ xoay. Đau cứ xoay nông hào. Toàn nế cái này nâng. Trong thần nâng đại dân cụ bình trịa thả bộ côn bảo thuê bó nó cao nóng than xua. Nẻ sát đại cao nóng than xua cưng nẻ thuê bó nóng chiếc chứ mà nóng nâng ấy. Sát đại thuê nó rú á. Sát đại cao nóng khôn mùi đại vực tốc á. À lời công thác thuê. Thế dây rừng thuê nó rú nhôm chìa dồn nó rú nâng nà. Để côn nó cao chương chương chương. À lời thamao dây thuê nó rú á. Sát đại cao nóng phục tốc. Sát đại cao nóng trong tiên tục nâng cứ chìa sát đại bán phương 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 đó. Mà thả phục nó nơi nào rồi. Ông bà mà thả nhóm thơ tuyển cho đất nâng sọc mai. Mẹ nà chạp nhóm bán nhóm thơ rốt sọc thấy thật là cái khi lắng đạc cục nó nói vay dùm bông rồi ngay. Mà ngay đọc, mà ngay mà rồi bắt đầu hô chiêm rồi ngay. Thôi bác nơi này thì sao phó nó nộ. Tụi bây thả này rốt được nông tì nà cái đời. Nè ấy cứ chia nạ chạc nó ngồi. Đây xa thầm nẹ thầm nâu mùi nạ chạc. Sát mùi đầy thuốc bọn thơ báp á nè. Bảo tôi bây ảnh lê chanh để con ông bè lấy bàn tay môn nâng ảnh lê nô. Nhưng cất thôi cao thì mới môn nâng sát nóng bày thơ lê nô tao vì thơ ấy khá. Chất nâng chê tới sắc rõ thằng ngày bọn nâng báp nè. Để vì bọn thơ cam rõ thằng ngày mình chê chóp nè vì thơ ấy khá. Sao cam khiếp bảo vệ nè. Vì thơ ấy khá vì trả ơn nà. Nhưng áp hòl bảo vệ thơ cao thằng mục hằng 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 mục. Bò rồi lộn nó cứ cầm nát to tư. Mình bèn bò rồi lộn chừng ôl lơ đi. Ở từ lưu bị bò rồi lộn. Mình đã khá cẩn thận bò rồi lộn cứ xúc đào dục. Chạm bàn bơm khơi nhạc mà nốt. À bây dùm nưa à phút thở rốt bây chẳng thật. Rồi thả nơi bị lơ khá bà. Rồi thả chọc thật cào. Bị thả bò rồi lộn bà đây thả cầm nát tí bì. Toàn đấy. À lấy thả gì bị đừng gọp xoài. Gọp xoài để dân khô phá dân cọp nóng đấy á. À nâng cái hạ bà chạy bò rồi lộn. Đó phải đọc cho nam cái loại khai xoay nên trong xoay nó cầm nào tí phí nó. Đại biên tình nhạc tình nông nhưng mà chắc hát bò rồi lộn. Nhưng dù bò rồi lộn nên bà chắc bò rồi lộn này.
mơ miền nà nà chôn bị nâng ấy. Áo tới lưu bị thả bò ra lâu cũng chết tân đức. Xong lại chôn nà hạ bò ra lâu. Ai dơ sọ bánh của lô có hay lô cất. Một tàm bị hạ bò ra lâu còn trời. Tự dây bò ra lâu nghe xoay bên nâng này. Bò ra lô. Nè khá ăn bài bà lấy thả bà ra lô. Bà ra lô. Nè khá lạc lưu bị bà ra lô. Nà yô tê bà đà nà nô. Nâng nơi nà đi. Họ bị lơ yăng bạch ca yăng thường. Nạc la lưu tập bia thả bò lốt đôi thả prum yăng tâu nơ bì lơ khá ba lê yăng tâu tâu nam đăng này. Nạc la lưu tập bia thả bò lốt à róm nâng đôi thả nơ rốt ở yăng nơ kào một chương phương chê ôi ôi yăng thường. Nạc la gà nàn dây bởi đứng bò lốt bình cô thả nơ khôn nông sực phúc mùi đầy vip xên tùy bụi dưỡng mà đang chỉ dặn mấy ở bà gọt bò lốt cứ cầm nát tí bì toàn đấy mùi đô lốt chỉ hai nó mùi cạt láng à mùi đầy cạt láng khang bông khang thả bò lốt nói cá vua tông cho mùi nó ngang ngọt mấy nhỉ à tí bì nó chặt tóc thả chỉ bò lốt bà tí bùi bà công mẹ tí mùi cục mình biết thả bò lốt này đôi chân này rừng phụng này sát cá rất vì mình mẹ mẹ thả vì trời nó bị cào dương vì trời nó bị lơ dương thế nhưng mơ chạc ở ba nâng mưu nhưng mơ phụng chia xa cái thọt nằm bị phạm đầy dương bơ mưu phạm đầy dương bơ mơ bị phụng ra kia mọc đúc đúc đông sạch cáo tội mùi dương đúc đông cài mùi dương cái thọt cái phụ diện diệt kế này cái thọt phạm đầy dương bị phụng kia mà bính nè hay cái ai rụp hiếm mơ mơ đôi dương mơ cài dương hồi ạ khá bài dùng lưng lòng chỗ mà đang dưới dây à trong mơ mình khơi đăng vì sao ekla phong nó rộp nơi khăn cả lạ xì mùi phong nóng của đồ sản ai dây thả đôi mùi chạc ở vai chăng cho bàn tay chạc ở vai thông như nâng bàn tay dừng bệnh thiệp thanh chăng cho thôi cho rộp con rộp mơ chạc ở vai bằng miền tìm phong nè rương ấy đây vì miền tả dương dương mơ 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 phụ phụ bàn kia mà dương nó phản đây tâu chương tùm tù phản đây nó tâu chương phục xem xem phong à khá thông như hà thật đong hầu sao bà bà chỗ rộp mình xin nha xâm nô xô ta hay đấy bán chỉ phán đầy bò dưới nó vì thay miền ta sát bộ dưới nè mình còn mình miền kê phong vì thay ta miền kê à kê nông hao gì chỉ bò rộp lốt mà rạp dương nó bê kê nó mơ mà dương dương chỉ bò rộp lốt mà rạp kê tại vì mình bán xô mình chạy thả bì lơ bì khá ông dạy lao gì toàn này cầm nào tì bí rồi thả cầm nào đột tay đẹp xê bì dương nếu áo chú mô thả bò rộp nhôm toàn bị bò ra lộn nữa mờ nhôm nát toàn mùi toàn chả toàn toàn bị bò ra lộn này nè nghe công chế thật kết thác bò ra lộn cứ mau bò ra lộn nó cứ trâu tay chỉ tê và đa trâu tay chỉ chỉ xây đôi thằng mìa brum rồi ạ mẩn đúc bị lơ bị crown là rỗ bằng man choan mình bên trong thế mình bên trong đây thành trong thế bộ nó có rập trộm chẳng này hai đây bao giờ nó bị lực bị cào xây tế giờ nó là bị thay được dùng giống bị chôn được đào bà lại bị cho những bọc từ lửa cài chẳng nghe nhưng mà các bạn bao nhiêu mới na lửa cào bộ giống sản phẩm trong các bạn nó có hết đấy còn tam phần tới đấy bao mưa bị phô prang kia mà bộ giống sản trong các bạn đấy được được bao kia mưa phô prang kia mà nó ô tô mưa bị phô prang kia mà khơi dương với nhá bộ giống rập mòn rập quan rập mờn rập liên đấy đâu mà chôn đại kiện đào bà nó chẳng phải trâu chứ mà hay na lơ cáo hay na tê và đá nó bị lơ miền bị lơ na miền nơi tam phục chẳng này phục tỷ pí chỉ bò rồi lốp xong ra phục tỷ mùi không biết bao nhiêu bò đi này nhung bộ dương này có bông riêng bao nhiêu này chỉ bò rồi lốp xong ra bạn đơn thì chỉ bao nhiêu toàn này và sau ba cẩm na to tơi chỉ xây mũi đây xa ẩm pơ này chặt bò dướng nè bạc bòn phụ dướng nốt chỉ bò rồi lốp đạp dướng ăn đất cả bò dướng chỉ bài chỉ bón dướng chỉ bò rồi lốp rồi bò đất cả toàn đấy nhóm phía xa nó cứ chăng bò rồi lốp ạ chăng các bạn chỉ nơi không phía xa xấu đó nè thua đại lục cho nam xấu tại lục bán trái nè à tia xem mê à ca xem mê như tên mật ta sẽ khai cho mê pê ta năng tại cái năng tại chia bò pê cái tam manu sa rang ấy nốt nè rồi thay dẫn tiền này cả tàu thang này phía sau ông nóng kênh dưới ông bí sạch đại miễn cầm nào không nóng bò rồi lộ một cô đại ruộng nơi này bao mà nô dân chê tờ nà chúng bố nè đại sạch tờ hào nước bàn phơ lò rút có chê tờ bạc ca sạch đầy tờ gạo tứ nè và sân bà sạch đâu đại thất nơi không nóng bò rồi lộ cứ cầm nào tìm bí nước bàn đăng lưu đại bạc ca nà mũi hơi sổ hơi dù lúc tháp bọn kia thơ mấy trái ó nốt bọn đằng cá nông chất bọn ta cũng không phong
à trong tận năng đại dương dây thả bón đầu tư từ ai từ tour ban mới nè bón ở lâu đó kia dây dây ở phía sang gì ra thì ta bón ai chạy bán á rồi ai chạy bán ô thôi bậc nhom thôi hào nhom prà bậc bông ai nhom ăn thôi ai khla bông ai cất mờ nhom thôi giang trời ọt đó về mà khang thì sẽ đạp mờ tới à về dây chi dây dây nó chỉ cao bạc cái ô tì sẵn á tạm tour sập của ta ban này là từ bón được không ai bạc cao đoan mà đấy cho đó về mà khang thì sẽ đạp á bông này thời giang trời bông chui ọt phong mình dây thầm món á chất trời ọt mấy bón cổ sót của ban cao láng nong chất bón sạt một phòng dân đã sắp tới mình đang thập phụ kê cao đại nà tê mình nụ đôi khi nếu có mặt đăng trầy khăn ông băng có mặt đăng cô có bấy có mặt đăng cầm nát thao tiếp có phết bộ prai bát bài tức có mặt đăng cầm nát ạ mà nụ ê liên khá rào phục phải đây nó có mặt đăng và tại nào hào cho bầm nai thạ thlọc miên nẹ tựa bán bơ bôn đòi xa nẹ tư dân hào dân của thơ dân tư chạy thập bạc cá tư nữa dân bạc đăng có đăng ta mặt đăng có ọt ta nẹ ạ sát đăng bầm phát cư nẹ đai rôn nơi mùi khí về thì dân thơ lo hay dân bừng riêng cái này phóng này anh ấy vẫn đăng ạ cột khám ai chứ ạ bởi thần mai ơi vì chính là bóng cụ tập rạp côn vì sở cao mà phía bọc luôn vì bọc hại bọc luôn vì chế tân bọc luôn vì tự đào bọc luôn là bây côn nâng dồn bởi thần bảo vì miền chiếc chìm nô lõ bởi trái ổ đấy ạ vì đa tham khẩn lông năng này ca chạy lấy bón cư chì tua bón mùi bản thị tiến bà ta là một tần địa toàn này nhà miền chế tân na cho ai bạc kháng tiên lõ chế tân na bày nâng cái hai tháp bản thị tiến là bón đó về mặt hàng tiệt đây mặt bàn thờ tổ bàn tay trầy ó bộ bón nâng chân trầy ong chân trầy bên chân đang dưới đây ó nó chịu bón cả nâng chân thì khá bạc ta là một tần địa tạm bớt được bút được ca miền hai miền phòl nghe nè miền hai miền phòl sưu dù thì tại ta mình chạy bình dốt mình chạy sát đáp vùng về rộng dồn khơi thì nơi ta không rừng chấm đưa lời viếp lõm bảo bảo lép lép giống được bài giống cái đào về đứng về nhà từ lép cái năng ru chưa đấy thế à lép bên này bởi nhóm biên pe mà mau nông với thằng ấy một kia xa kia tam rồi đuối vì ở bị bãi nông dồi đấy bàn tay của trai bưng pe từ lên nhà bên dồi này ba mình chơi bên dồi về anh thèm tiền nhung cật mờ đôi bàn này dày giống pe đại bon đằng ba đằng pro thực cam đằng bài chữ bon miền thọl đại cát làng không tì xèn đại miền cương bằng cung thay miền tì thang thay chỉ pe về lia thay còn ta ca cát làng này thọ mùi nút cát làng này này thọ mùi nút cứ miền thọ đi cứ miền thiết ấy đấy thọ mà chết đấy bàn pro thì cam là bây chỉ hai đại cát nên cái hai thà được biết vừa ca này niềm mà thọ rồi niềm mà thiết chấm nay bộ tham một pol cầm lăng vượt trụ sạc cam đại vượt chia sạc cái áng thanh niên mà thiết về men thơ cả bẹp nâng tê và san bao về trong từ bằng co pho cái này nào mũi cứ tua về nâng tranh tơ tại mà đòn để cam ra mấy để cái bánh tơ chứ được một quan tua sạp như dương dây khnề bàn bờ công thần biên xe va về rốt rô khnề dương dây khnề mà lư tê bị bầm lạc tê nâng bị tranh bị châu còn ta chập màn mương khơi bị tranh bị châu bị miên miên bị miên mang cái chập bị chọp tục bị bánh tranh bị miên cầm lăng bóc rung chui mình men chỉ niệm mà thiết nông phật sanh nào lôi nà na tới an cao cao ta tham mà phật đang ngay niệm mà thọ nó phải tham niệm mà thọ lọp tê về sông tê cặp pro ta cất thành chẳng ai bán chạy tới lấy lâu cất tháo ngoạp pro tới bật lưng nó bị chân tới pro tới từ đầu anh thang từ đầu thang pro thân vậy anh từ đầu tê và đá thân vậy ta hai cái thân nó cũng từ cao bật phật ân tới sờ bọ bật phật ân được chạm nó không hai cái thân này tới nó cao sạch อายุดอกประมวยชนามสะอาดโดยดาราโดยเตปกัญญาจังอ่ะในจามันต้องหายไอ้นี่วิญญาณต้องเตยยังไงยองวิจโจนุครังอามาตะเพียบอะไรเวคเมียนในจังตุคางนาตายเต้ไปโดยจะปรุงมันนั่งเขาไอ้ชิเนี้ยเวมันแม่นจังเต้คือวิจิตรทอดทำไมได้ไปการล้างสถานที่ทำไมกรณ์ทำเนียนจ้าจีไฮด้วยเธอการจังได้ทราบเวทเมียนแต่เนี่ยแต่เนิ่งจมูกจ้าจังบ้านจีทราบจีเวทด้วยจ้าได้บ้านจะบอกโอบามาทักบุษไฟคือสไฟบุษตาคือสตาคือมนุษย์อ้อคือบ้านพอล้อมนุษย์เพราะมันพอเพราะเตวิตัวปีมุนก็โยงยางได้มาโดนเตวิตัวสมัยแพร่ก็โยงยางได้คนตายเหมือนแม่แม่ท่าเอาไว้ได้เชื่อเตวิตัวปีมุนวิ่งโลดปีน้องโจลมาเตวิตัวอะไรเต้ยมตัวนั่งเลยยายปนัยมันตัวเด็บนั่งแบบจะเนี่ยยมสลับบ้านได้ยมสลับบ้านเตียนกระนั้นตัวคนแดงตัวคนแข็งประเทศนบอดนี่มันอาจจับบานได้ยุ่งหนึ่งกรณ์ในยีตรูตรายครั้งดาวมาปีรุ่งสลมันเนี่ยเราจะต่อเมาถึงได้เราจะมือประเทศนบอดติดยุ่งมือปีทาวิเพีย
ត្តន័យនៃរូបធាតុនិយាយបាញ់ក៏និយាយក្នុងន័យខ្លះដែរមិនមែនអត់ទេអត្តន័យនៃរូបធាតុរូបធាតុគ្រប់គ្រាតរូបធាតុល្អិតរូបធាតុធ្វើការបំលែកនិងបំលាស់ទីឥឡូវប្រហែលជាមិនអាចនិយាយបានរង3ណានិយាយត្រឹមអត្តន័យបានណានិយាយត្រឹមអត្តន័យអ្វីទៅជារូបធាតុដបងដៃត្រូវយល់ពីថាធាតុសិនធាតុធាតុគឺជាគ្រឿងបង្គុំនៃលោកនេះធាតុគឺជាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាគ្រឿងបង្គុំនៃលោកនេះឧបមាថាបើមុននឹងកើតក្អមមួយត្រូវមានកំទេចក្អមក្របដីក្នុងបឹងគឺជាគ្រឿងបង្គុំនាំឲ្យមានតួក្អមតួចានតួឆ្នាំងធាតុគឺជាគ្រឿងបង្គុំនាំឲ្យមានលោកនេះធាតុគឺជាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបែងចែកជាពីរជានាមផងជារូបផងដែលជាគ្រឿងបង្គុំនាំឲ្យមានលោកនេះធាតុនោះមិនមែនថាតើតែល្អិតបានហៅថាធាតុទេសំបីតែពួកក្រុតក្រៀតធំតូចក៏ហៅថាធាតុដែរនៅក្នុងពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងតែម៉េចកុំឲ្យថាអាត្មាចេះនិយាយតែមាត់ណាឡើយសូត្រតិចសូត្រលីតិចខ្ញុំជាស្ដាប់ដែរបើស្ដាប់សូត្រស្ដាប់បន្តិចពួកយើងខ្ជិលទៅមើលសភៅបើបបួលទៅមើលសភៅអស់គ្នាស្ដាប់ទៀតស្ដាប់នៅក្នុងពុទ្ធដីកានៅក្នុងកម្ពីអភិធម្មបានសម្ដែងអំពីខណ្ឌ5នៅក្នុងនោះបាននិយាយអំពីរូបធាតុពួកខណ្ឌ5វាមានរូបផងមាននាមផងណានៅក្នុងនោះបាននិយាយអំពីរូបនិយាយពីរូបយ៉ាងម៉េចយ៉ាងកិញជារូបប៉ាំងអតីតានាកតាំងបច្ចុប្បន្ននាងវាហើយនាងវាបណៃតាំងវាអោឡារិកាំងវាសុខមាំងវាយេតូរេសន្តិកេវាតតេកេឆាងអភិសញ្ញូហេតុថាវិសង្កេតថាអាយ៉ាងរូបៈខន្ធូយ៉ាងកញ្ញរូបប៉ាំងជាភាសាបាលីដែលនិយាយថារូបធាតុអីក៏ដោយស្អីក៏ដោយយ៉ាងកញ្ញរូបប៉ាំងហ្នឹងអ្នករៀនភាសាបាលីតែញោមមកសួរថាខំនិយាយមកខំនិយាយមួយថ្ងៃញោមជាមកលោកសួរថាចុះលោកចាស់នេះមិនដែរថាស្អីក៏ដោយត្រូវកំហោស្ដាប់ចុះយ៉ាងកញ្ញរូបប៉ាំងថារូបពួករូបធាតុទាំងឡាយទឹកដីភ្លើងខ្យល់ចាប់បានខ្លះចាប់មិនបានខ្លះល្អិតខ្លះគ្រោះគ្រាយ៉ាងកាញ់ជារូបផាំងថារូបអីក៏ដោយអតីតានាកតបច្ចុប្បន្នទាំងអតីតកាលទាំងឥឡូវទាំងនឹងកើតខាងមុខនៅក្នុងទីឆ្ងាយក្តីក្នុងទីចិត្តក្តីអោឡារិកាំងវាសុខមាំងវាក្រោតគ្រៀតធំធំធំប៉ុណ្ណាទៅប៉ុនទ្វីបមួយអាវធំធំប៉ុនទ្វីបហ្នឹងឯងដូចតួទ្វីបមួយយ៉ាងដូចតួពពុំមួយអញ្ចឹងពុំគៀពពុតអញ្ចឹងអាវាគ្មានអីលើពីហ្នឹងឯងខ្ជិលយាយណាវាគ្មានអីលើពីហ្នឹងទៀតឯងអោឡារិកាំងវាសកុមាំងវាតូចតូចតូចតូចតូចលឹកលឹកលឹករហូតដល់កាឡាប៉ះឬអាតូមខ្ជិលរាប់លើពីហ្នឹងថាវាអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយបំលែងបំលែងតូចតូចតូចតូចមែនតើណាដែលភាសាគេនិយាយថាកាឡាប៉ះឬអាតូមអីហ្នឹងណាអាណូប៉រម៉ាណូឯងវាមានភាសាបាលីអាណូអូវាតូចដល់ពេលប៉រម៉ាណូតូចតូចមែនតើទៀតពុះពុះជាងទៀតឥឡូវអស់ត្រឹមក្នុងបានណាជិលពុះទៀតវាគ្មានពុះអីលើក្នុងទៀតទេទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយតតេកេឆាងអភិសញ្ញូកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់ថាវាជាតួរូបក្នុងតរែលទោះបីថាអញ្ចឹងក៏ដោយវាផ្លែកគ្នាត្រង់ប្រឋានទីវាឆ្ងាយវាចិត្តជាភពគេភពយើងវាចាប់បានខ្លះចាប់បានខ្លះវាមើលឃើញខ្លះមើលមិនឃើញខ្លះវាល្អិតខ្លះវាក្រោតគ្រៀតខ្លះអាខ្លះបង្គំគ្នាបានទៅជាជីវិតប្រៃឈើមេឈើអាខ្លះបង្គំនេះបានទៅជាសត្វមានអញមានគេគោក្របីឆ្កែឆ្មាទេវតាមានព្រំទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយដោយរួមមកអភិសញ្ញូអភិសង្កេតធ្វាអភិសញ្ញូរួមឲ្យគ្លីស្រួលស្ដាប់មកគឺជាតួរូបត្រែលរូបអរូបធាតុគឺជាគ្រឿងបង្គំមួយភាគនៃលោកនេះនៅមានគ្រឿងបង្គំមួយភាគទៀតគឺជានាមធាតុចិត្តនិងចេតសិកធាតុគឺជាគ្រឿងបង្គុំនៃលោកមិនមែនថាតើតល្អិតផងអាតូមមានបានថាធាតុមែនអញ្ចឹងឯងដកតែជីវិតហើយនឹងសត្វចេញពោលពាក្យថាជីវិតនឹងជាសត្វមានន័យថាវាកើតក្រោយការបង្គុំតែកាលណាបានទៅជាជីវិតនឹងសត្វគឺវាទៅមានន័យថាយើងបង្គុំរួចហើយអញ្ចឹងណាដកតែជីវិតនឹងសត្វចេញដែលជាតួបង្គុំរួចហើយទាំងអស់នោះចាត់ទុកថាធាតុយ៉ាងបានជាភាសាក្នុងអភិធម្មព្រះអង្គនិយាយតែម៉េចមនីវិខុទាំងឡាយរូបអរូបខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញរងថ្ងៃក៏ហៅធាតុ
chạm khổ bà sát à tu phần đây thla thla bò dương xâm rạp tròn rúm nơi khai thật thiệt chạm khổ thiệt à chất kháng khổ nông này chlong cặp tâm nạng cao hói mộc tự tuôn dọ róm tròn bà sát này phần đây nó khai thật thiệt vì sao bà lấy khai chạm khổ vinh nhiên thật thiệt nhôm khá lưu bê tha chạm khổ vinh nhiên thật thiệt ấu xây kết nâng chật nâng thiệt này xoay cơ ghi thay cái trời ghế bà là tròn chúa đã ăn khăn nhò sao chấm ọ bồ đề ca à nâng tố đề ca mà mau ra cầm pi pê lại thun ngon na mở từ thun đấy anh sẽ đạp này nó tình tuổi tới bán à của mẹ nghe từ nó bị kia tình dây bờ đường chạm của thiết sau cũng biết ai chứ mình vô là thiết nó xây phó đào pê chẳng rộp thiết à sờ lên coi chỉ thiết à ôp co thầm rạp tròn sờ lên cứ bà sát này thì chịu khá thật thiết à chất à say này thì chịu nâng tạo vô sờ lên khá thật thiết cười nhé tay đời cháy đời rùa máu miên niềm mật thiết miên rụp mật thiết cháy thì thiết là rụp mật thiết nâng miên tật đầy lương cho ở đó bên niềm mật thiết cháy trên chỉ chất nâng chê thật sắc tay chơi là dây chá ràng đời rùa máu cứ chỉ thiết cứ chia cương bồn cùng này lột này à vây đại việp xế nhóm pí sát hơi nâng chỉ vứt về na đại từ chỉ sát năng chỉ vượt tháo dương mình hai thật thiệt đấy vì bằng cung rồi giỏi vì phong cho lòng rồi giỏi đó ta sát năng chỉ vượt tránh tầng ọt nút từ rọt tha chỉ thiệt bọn tôi bây chỉ niêm cả đó chưa rút của đào gì anh ấy còn là phải chốt ăn từ đây đi thật thiệt đấy nè còn tai phần chốt ăn từ đây để bị thật thiệt còn nọ ngày này hai chị bàn tập ăn từ đây để bị thật thiệt đi nhôm na ban sợi sấy chó nhôm bật lên nó là cái bạc cháu nhôm chui mưa thì bữa hôm nay bạc sẽ lên nhỉ nhôm đi nhận đây sau khi dùng mình nhôm chưa đi bật lên mẹ dây môi bật lên mẹ dây bật lên chật là kêu nó bật à tham ác còn là cho ở nhôm ban vô trong tập tập thiết sẵn cho cùng toàn cho bê tha rupa thiết ấy mình men tha ca để dây mông mà nhưng mình dây sói cứ cầm bông thành dây đại hỏi tay chỉ bệnh vô tâm tới cho ở vô bê tha thiết sẵn thiết cứ chiều vậy cục giáng đại chỉ cơ bằng cung này lục đi thiết cứ chiều vậy cục giáng đại xế tay ẩm pí sạt hơi nâng chỉ vật tổ sạt nâng chỉ vật nâng miền đây tha vì chỉ cá cùng là này thiệt từng lái rồi xả chào sát nâng chỉ vật nâng cứ chia xa mà tệ thò muối cứ chỉ ca son mọt muối cứ chỉ ca xả lại một muối đòi thiệt từng lái cùng cái này nhắc đo tại tua cùng chân đại chỉ tua sát nâng chỉ vật chân này tầng ngọn nó trâu rộp tha chỉ thiệt mình tha vì tôi vì thông bản na của đào à thà Obama tha ô thò bao cõm chỉ tua xả lại rồi hào ta sẽ thấy chỉ thiệt này cõm thiệt này cóm cứ cầm tay cóm ở chỗ bà cầm tay cóm nó chỉ tua chỉ tua bằng công thôi ô tao cầm tay cóm nó chỉ tua rụp riêng xây mùi tao xây tới chỉ thiệt này tao xây tới chỉ thiệt này cầm tay cóm thiệt này cầm tay cóm cứ cầm tay đầy crop đầy ăn toàn đấy à thằng Obama chứ bên chỗ làm nữa ô tao thật tiếc mũi thơ bị đầy ăn tao xây từ chữ cường à cứ chữ thiệt này tiền này thiệt này tiền đấy cứ đầy ắt cho bờ đầy ắt mà đóng nữa sao nó mót thay chỉ tua vật thổ môi chữ om chữ xây từ tua càng sao nó mót môi thay chỉ xây môi à nhưng ta xây tới chữ thiệt là bảo vật thổ đằng tiền cứ biết là mất bảo viên đằng kia chữ thiệt như vậy ai nghĩ thà bà om đằng Obama thà om chỉ tua sạch đằng gì vật của việc cài cả bằng cốm có việc cốm rồi ấy ta xây tới chỉ thiết này có cứ crop đây đúng không chỉ thiết này có thiết cứ chia vậy vậy crop giáng đại chỉ cương bằng cung này luôn đi đó ta sát năng chỉ vật chính crop giáng cứ chỉ thiết tôi có đói thùng có đói chặt bàn có đói chặt mặt bàn có đói đôi phía xa xôi mình sẽ đáp na mùi có đói rụp thiết là chặt bàn rụp thiết là chặt bàn được cho được lần chặt bàn tê mình chung sự cam với những chặt bàn tê giờ chặt lại đáy nữa mình nghe chạp tê, mình nghe mờ tê thầm lăng ở dân chạp bàn tê tham bà bồn, cam đẹp xa mây
dương chặt đầy đầy mình nghe nghe tê tay bởi miền ổ bà co cái ai bị sao bàn cái nhí tôi chia chăng nâng có đó đời ruộng máu thá cứ chì rụp bà thiệt 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 cứ chì cơ bằng cung này lục này không cài luôn bao dương mối bà dương nhây chân chỉ thiết miền tạm thiệt rụp bà thiệt về tình nia thiệt xa nhà thiệt sang kha là thiệt vinh nhiên là thiệt rồi bà dương chơi hai cái thiệt dương hai khăn các bạn ấy vinh nhiên là khăn rụp bà khăn xa nhà khăn về tình nia khăn sang kha là khăn toàn ấy nhôm miền triệp ấy phát đây nè คนอัตตกนาสมกัดสมสู่ทั้งสมของข่มที่คนบ้านสู่บ้านถ้าดอกเทียดคือเจียวไว้ไว้ครบยางคือจุดเรื่องบังคุ้มน้อมอัตตาโลกนี่ดอกแต่สัตว์นั่นชีวิตใจกันนะอัตโยลมสัตว์นั่นชีวิตสัตว์โลกคือสัตว์นึกไม่จุดอะไรเจ้ทำไมยิ่งเรื่องบุษณ์มวยยุ่งยิ่งเรื่องบุษณ์นะ ឥឡូវ ខ្ញុំ ទៅរកគ្រឿងដែកមកគ្រឿងដែកបោះវាគ្រឿងដែកប្រហែល100មុខរកមកខ្ញុំផ្គុំគុំលេងគុំផ្គុំថ្ងៃនេះມັນកាច់ມັນសម្រាប់ផ្គុំថ្ងៃនោះມັນសម្រាប់ដល់ពេលថ្ងៃមួយព្យាយាមទៅគុំហ្វាប់ឆែកងោមកដល់តួម៉ាស៊ីនណាត្រូវបានកើតឡើងនៅក្រោយពេលការផ្គុំនឹងត្រូវលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ហើយពេលណាគ្រឿងគុំទាំងឡាយពេលណាគ្រឿងដៃទាំងឡាយគុំគ្នាត្រូវលក្ខខណ្ឌហើយសម្មតិធរគឺតួម៉ាស៊ីនណាឲ្យម៉ាស៊ីនតើវាសម្រាប់រុកវាឆេះគឺមានសកម្មភាពអញ្ចឹងចាត់ទុកថាម៉ាស៊ីននេះកើតឡើងក្រោយការបង្គុំនេះប៉ះសិនបើគេវែងញៃតើអ្វីទៅជាធាតរបស់ម៉ាស៊ីនគឺគ្រឿងដៃរបស់វាហ្នឹងយើងញៃទៅយើងថយក្រោយទៅញៃទៅពេលដែលយើងញៃទៅតើតួម៉ាស៊ីនមានអត់កុំថាញ៉ៃអស់សបីតែខ្វះមកគ្រឿងមិនមែនជាម៉ាស៊ីនផងមែនអត់ស្នាគុណណាដូចគ្នាសត្វនិងជីវិតណាដូចថាខ្ញុំខ្ញុំគឺជាសត្វផងជាជីវិតផងតើនេះណាគុណណាខ្ញុំហ្នឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺជាសត្វនិងជីវិតផងពួកយើងនេះគឺជាសត្វហើយនិងជីវិតភាសាគេហៅអញ្ចឹងសត្វនិងជីវិតសត្វនិងជីវិតនេះកើតក្រោយការបង្គុំទេប្រសិនបើយើងថយក្រោយឲ្យកាយយកសត្វនិងជីវិតទៅញែកប្រពន្ធបានញ៉ៃឬហើយរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌឃើញតែប៉ុណ្ណឹងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងគត់អត់មានអត្តាសោះអត្តានឹងគឺជាសត្វនឹងជីវិតហ្នឹងខ្ញុំទាន់ទេបាទគុណណាបាទអត្តានឹងគឺជាតួសមតិគឺសត្វនឹងជីវិតហ្នឹងដែលវាមានតែក្នុងក្តីសម័យដែលវាមានតែក្នុងការភ័ន្តច្រឡំឯការពិតរបស់វាអត់មានទេដូចតួម៉ាស៊ីនណាបើគេចង្អល់បើគេទៅសួយមិនដាល់ឯណាម៉ាស៊ីននោះទៅចង្អល់តាណាចឹងអល់ចំតាណាគូមែនម៉ាស៊ីនហ្នឹងសត្វតែជាចំណៃរបស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងមែនអត់ចឹងអល់ចំតាណាក៏ចំគ្រឿងរបស់វាដែរចឹងអល់ចំតាណាចាក់តាណាយកចំបញ្ជុលទៅប៉ប៉ាណាទៅចាក់ក៏ដោយពុះចំតែគ្រឿងដៃដែរពុំចំម៉ាស៊ីនទេព្រោះម៉ាស៊ីនវាអត់មានប៉ិតវាមានតែនៅក្នុងការផ្អន់ច្រឡំតសាមពុទ្ធព្រះអង្គដំបងដៃមិនទាន់ត្រាស់ដឹងព្រះអង្គផ្អន់ច្រឡំដែរថាសត្វនឹងជីវិតនឹងអត្តានឹងមានដែរតែដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបងឃើញថាតាមពិតមានតែខណ្ឌ5ហើយខណ្ឌ5គឺជាធៀបពួកនោះវាប្រគំរែកបែកបែកប្រគំតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើការជាហេតុបច្ច័យដល់គ្នាគ្នាវល់ជុំតែអញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងជាអនត្តាទេព្រោះវាអត់មានអត្តានឹងហើយដែលយើងបកប្រែមិនថាអនត្តានឹងគឺវាអត់អត្តាបើយើងបកប្រែថាអនត្តានឹងគឺមិនមែនអញណាអ្នកខ្លះស្ដាប់ហើយភ័ន្តច្រឡំថាអឺបើយ៉ាងអញគឺផ្សេងពីនឹងទៀតដៃជើងមិនអញទេសញ្ញាក៏មិនអញដែរកូនអើយម៉ែខំធ្វើបន់តាមពិនលោកទេស្នាថាសញ្ញាមិនម៉ែទេមានម៉ែមួយដុំពីនឹងទីដល់ពេលគាត់ងាប់ព្រោះទៅគាត់ថាអើអាទាំងអស់ហ្នឹងមិនអញទេប៉ុន្តែអញមួយទៅទៀតហើយកុំភ្លេចធ្វើបន់ទៅដាក់រឹងអញផងពួកអញដកចេញពីនឹងទីជាការភ័ន្តច្រឡំដោយភាសាក៏មានដែរអញ្ចឹងបានថាអនត្តាហ្នឹងគឺអត់អត្តាពួកអត្តាហ្នឹងគឺជាសមតិតួសត្វតួវិញ្ញាណតួសត្វតួអញនេះវាកើតតែក្រោយការបង្គុំទេបើសិនបើយើងញែកថយក្រោយទៅសត្វតែជាគ្រឿងបង្គុំសត្វពេលនោះអនត្តាតែម្ដងវាអត់អត្តាហ្នឹងបានជាព្រះអង្គប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងជាអនត្តាតោះនេះទាំងអស់ហ្នឹងជាអនត្តាហ្មងណាគុណតែបើយកគុំគ្នាគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាការភ័ន្តច្រឡំចេញជាអត្តាហ្នឹងបានកើតឡើងយ៉ាងអត្តាតាមពិតគឺមានតែក្នុង
ខួរក្បាលហ្នឹងថាយ៉ាងចុះមានតែក្នុងអារម្មណ៍សតិរបស់មនុស្សឯងឯតួវាពិតអត់មានទេខ្ញុំតាន់ហើយខ្ញុំ play តាន់ហើយអត់គាត់មានណាណាគាត់ដូចតួម៉ាស៊ីនណាតួម៉ាស៊ីនពិតអត់មានទេយកចំមជ្ឈលប៉ុណ្ណាទៅចាក់ដែរចាក់តាណាក៏ចំគ្រឿងដៃដែរដូចខាត់ដូចអត្តាគឺតួយើងនេះអញគេសត្វបុគ្គលនេះបើយកទៅញែកបើយកទៅញែកណាឬថាណាមួយមកដេញដោលយើងមើលឯងញែកខ្ញុំមើលទីឯណាជាអត្តាបងឯងចក្តាណាក៏ចំខណ្ឌ5ដែរចាក់ពីក្រោយចំរូបខណ្ឌចាក់ពីមុខក៏ចំរូបខណ្ឌដែរចាក់ទៅក្នុងចំនាមខណ្ឌក៏ព្រោះតែយ៉ាងបានបងប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងជាអនត្តាទេមនីទៅខោគ្រឿងឡាយក៏ព្រោះតែវាជាអនត្តាយ៉ាងឯងបានជាបុគ្គលមិនអាចប្រកបជាវាបានទេព្រោះវាធ្វើការទៅតាមហេតុបច្ច័យរបស់វាឥឡូវដូចគ្រឿងបសិនណាបើញោមផ្គុំវាខុសលក្ខខណ្ឌវាឆេះអត់អត់ទេគឺឥឡូវញុំគួយវម៉ាស៊ីនញុំផ្គុំអត់ត្រូវប៉ុន្តែគួយវបងឲ្យធុំវបងឆេះទៅឬថាលុតទៅប៉ុន្តែអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌវាឆេះអត់អត់ព្រោះវាធ្វើការទៅតាមហេតុបច្ច័យរបស់វាទេតែវាគ្រប់ហេតុគ្រប់បច្ច័យវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌវាទៅតែអញ្ចឹងព្រោះហេតុតែវាជាអនត្តាអញ្ចឹងបានជាប្រកបជាតិបាននោះទៅប្រកបវិញបើវាធ្វើការតាមហេតុបច្ច័យរបស់វានឹងធម្មជាតិនឹងវាតែអញ្ចឹងអាតួប្រកបអាតួស្អីដែលជាតួប្រកបវាអត់មានផងនឹងតើទៅប្រកបមិនអាតួអាចជាតួប្រកបតួភ័ណ្ឌច្រឡំគឺជាតួដើរតួប្រកបហើយចុះបាននោះវាអត់មានផងទៅប្រកបអីតន់ទេខ្ញុំណាតន់កណាគុណគុណយោមខ្លាចជាអ្នកថ្មីសតសិស្សសាលាមិនដែលដឹងលឺរឿងហ្នឹងមកដល់ពេលមកនិយាយបាច់យវល់ហ្នឹងលោកមិនចេះរូបផាន់ច្រឡំកណាចង់សោយអ្នកសេះបងពុំវែងគ្នាអើយបងឲ្យពុំវែងហើយសេងហន់វែងដល់រកខ្លួនឯងឃើញយប់ហ្នឹងអញណាចេះអញមើលកញ្ចក់ចឹងអើយឃើញតែចមោះស្រួយស្រួយតែមិនរោមសុបាយខ្ញុំចេះថ្ងៃណាទៅនេះមកអង្គុយពិចារណាខាន់បាត់បិទទ្វារបាត់ពួយបងកុំឲ្យញោមប្រុសឃើញបើយ៉ាងមកអង្គុយមើលខ្លួនឯងនេះរូបខាន់អានេះវេទនាខណ្ឌធ្វើការនិយាយតែឯងនិយាយតែឯងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយស្បតបើឲ្យចូលរៀនទៀតញោមប្រុសគាត់ខ្លាចភ័យពូនអញមិនចេះទៅរៀនធមមកវិញអង្គុយមើលខ្លួនឯងគុណកណាសុំសួរមួយគុណណាចាញ់គេគិតថាអ្វីដែលมันអាចប្រកបជាបានហៅអនត្តាប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចប្រកបជាបានគេហៅអត្តាអញ្ចឹងឯងគុណណាឧទាហរណ៍មួយថាបាទយោថាទូសាប់វារោរោយើងអាចប្រកបវិជ្ជាវាបានថាយើងបិទវាមិនអោយរោបានទៅទៀតអាហ្នឹងយើងអាចប្រកបវិជ្ជាបានមិនមែនចឹងទេចឹងហ្នឹងសំដៅថាអត់អនុញ្ញាតអត់អនុញ្ញាតឲ្យញោមបង្កើតនៅនឹងហើយឧទាហរណ៍ចឹងឯងនាំការផន់ច្រឡំទៀតចង់និយាយថាទូអត្តាគឺទូអញទូសាប់ទូជីវិតនេះអាពួកហ្នឹងវាមានតែកើតវាកើតឡើងតែក្រោយការបង្គំឯងឯការពិតនៃវាតែម្ដងតួវាតែម្ដងវាអត់មានទេតើណាគ្រាគុណគ្រប់យ៉ាងគឺជាវត្ថុធាតគឺជានាមធាតនិងរូបធាតដែលនាមធាតនិងរូបធាតនេះកាលណាវាត្រូវលក្ខខណ្ឌវាធ្វើការបើមិនត្រូវលក្ខខណ្ឌវាបែកវាធ្លាយតើណាណាគុណបើត្រូវបែបនេះវានឹងចេះបើត្រូវលក្ខខណ្ឌបែបនេះវានឹងចេះវារុញច្រាននេះទៅមកតែអញ្ចឹងដែលអញ្ចឹងទាំងអស់នោះវាធ្វើការតាមហេតុតាមបច្ច័យដែលពេលហ្នឹងបដិសេធថាវាគ្មានណាទៅចាត់វាទេគឺវាអញ្ចឹងស្គាល់ទេណាគុណណាព្រោះអាតួអត្តានោះវាអត់មានស្រេចហើយយើងទៅយកអត្តាឯណាទៅសម្រាប់ប្រកបទៀតព្រោះតួអត្តានោះវាអត់មានតែម្ដងហើយយើងទៅយកអត្តាណាទៅប្រកបអីព្រោះអាតួប្រកបវាអត់មានហ្មងស្គាល់ទេខ្ញុំណាគុណណាអឺគុណកណាសំខាន់អត្តានោះបើយើងប្រែឲ្យចំមកប្រែថាមិនវិញគុណប្រែថាអត់មានយ៉ាងណាមកអត្តានោះគឺអញអត្តានោះប្រែទៅប្រែថាសត្វណាឥឡូវអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអាត្មានិយាយពីរឿងអត្តានេះអូថោថានេះអឺញោមយកម៉ាស៊ីនប្រែណាញោមយកគ្រឿងដៃទៅផ្គុំ100គ្រឿងដើម្បីបង្កើតបានជាម៉ាស៊ីនមួយឆេះបាន100គ្រឿងខ្ញុំជិះផ្គុំថ្ងៃនេះផ្គុំបានតែ10គ្រឿងស្អែក20គ្រឿងហាន់ស្អែក30គ្រឿងផ្គុំថ្ងៃមួយដាក់ទៅដាក់មកដាក់ពឹបទៅឆេះងោម
đặt bếp bếp chè ngào à tua chè ngào nó bị cắt cào cào cung đi bờ độ thật cứ còn năng chơi nhà chè ngào lấy miền hảo hỏi ca sầm rách anh em mất tin rồi mình mất tin cứ bị cắt cào cào cung đi ca nào cung rách ca sầm mót rất bán cả lời thả đi chim mất tin còn tai việc cắt lời đau ca sầm mót tua về bớt ắt miền này cướp giang sát tai chỉ cướp cung đi bà sân bà cục giang sắp tay chỉ cừu cúng à giang việt thơ ca từ tam hai bậc trái nó bỏ cừu cúng này toàn đấy nhôm nhôm toàn đấy toàn ta nó cứ át ta nó đại dương trai về bây giờ nãy bầu chỉ khai dương nghi nghi anh kê anh sát bậc cung atma atman cứ chịu vậy để cắt cây cà bông gôm cà phan giờ lõm để cắt cây cà bông cúc nhau bông cúc hái cà phan giờ lõm tập bông đấy cùng hái cà phan giờ lõm tập cùng cùng đẹp hàn với cà phan giờ lõm mà à cà phan giờ lõm nó hơi gì tua ắt ta tua về bật đọt miền tây cứ về tận chăng anh sao mà tệ thế toàn đấy mà còn là chẳng ban gì dân tây dây thác ta là na bọc gọp là na bà thiên nó bị thơ ca tam hai bên trái nó từ miền ắt ta na bọc gọp toàn là bụt đề ca phép ông dây tham bình yên bị khâu thằng lai của bụt thả rụp về tình yêu xa nhà xong khá bình yên chỉ là nạc tam nâng anh ban chi bật qua bật chiếp ca xong phải rụp dạng đi dạng nụ khâu phì lạc hàn với nhôm bật qua bật sân á khúc cung khâu bắt nó cho bật sân trẻ biết trẻ hả bởi nhôm bật cung khâu hát trẻ hả nâng rồi tại bởi việc khâu trái việc bật tam bật chia dưỡng về tình tam lạc hàn với toàn hả ກະປູຕາຈັ່ງບາດພະອົງໃຫຍ່ຖ້າກຸບຢ່າງຊິອະນັດຕາເວເຖີການຕາມໃຫ້ປະໄຈນັ້ນເວອີ່ຈັ່ງປន្តែອ້າຍເຈິງບໍ່ໃຫຍ່ຈະກະເຕສັງຄົມທາງເລື່ອງຄ້າໂດຍຈັດເລື່ອງຄ້າໂດຍຈັດນະອະນັດຕາໄວ້ອະຕາອັນນັ້ນເຈິງບໍ່ກ້າຄົນເຈິງເວງສົງຖາມຕິດກະນັ້ນໂຕຖາມໄປເຈິງມີລຸຍປ້າມະນຸດບານປ້າວິເຕີດໍໄປອ້າຍອັດລຸຍມີເລງເມືອຫມົກອ້າຍປ້າວິມກັນອະນັດຕາໄປໄປແນ່ອ
ពួកយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីវេងពាន់ច្រឡំអញ្ចឹងបើយើងបកកើតស្អីមួយក្នុងសេចក្តីពាន់ច្រឡំនោះវាគ្មានទឹកភ្លឺកើតទេវាពាន់ច្រឡំទាំងអស់នោះតើខ្ញុំលោកពូភ្លីលោកពូភ្លីពាន់ច្រឡំបានភរិយាពាន់ច្រឡំកូនពាន់ច្រឡំលោកពូយល់អត់លោកពូញុំអាត្មាឧបមាមួយឧបមាយេញោមដែរវេងទឹកអត់ញោមដើរទៅដូចថាអាត្មានៅពីក្មេងទៅមើលគេលេងរាំតែមិនចេះមើលគេរាំទេនិយាយលើនិយាយលេងរឿងសើចមួយទៅមើលគេលេងរាំតែមិនចូលចិត្តមើលគេរាំទេចាំមើលវីដេអូឯងព្រោះរាំធំបាស់ឯងគេចាក់វីដេអូឯងសម័យមុនណាម៉ោង1ម៉ោង2ក៏ដោយសក់ចិត្តនៅក្នុងឯងអត់មកផ្ទះទេដេកនៅច្បាំងដើម្បីអីដល់ពេលគេរាំចប់អោតែគេរាំចប់ឯងពេលខ្លះអ្នកផឹកវានៅរាំខឹងព្រមចប់ទៅតើគេចប់គេចាក់វីដេអូដល់វេនឯងមើលដាក់គ្នាឲ្យងឹបអង្គុយមើលវីដេអូមានពេលខ្លះគេដើរចោលយើងដល់ពេលមកវិញដាច់ភ្លើងវាអត់មានភ្លើងសម័យមុនវិញសុំប្រឹងអាគេដាស់មកវិញមៀងមៀងមកដាស់យើងក្រាលភូមិងឹតឈឹងពេលនោះឲ្យខ្ញុំបើទោះបីយើងកំពុងតែវិញនឹងបែរមុខទៅណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តបានកំណត់ថានេះត្រូវនេះខុសមែនអត់បើទោះបីធៀបប៉ិតយើងនៅឈរក្នុងរង្វង់មួយដែលមិនដឹងថាទិសនៅណាប្រកបដែរប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងក៏នៅតែលៃលោកថាខាងនេះផ្លូវត្រូវខាងនេះផ្លូវខុសមែនអត់ប៉ុន្តែតាប៉ិតយើងនៅក្នុងវងវែងដែរណាដូចថាខ្ញុំបែរមុខទៅកើតមុខប៉ិតរបស់ខ្ញុំបែរទៅកើតទេប៉ុន្តែជាអារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាហ្នឹងហើយខ្លាច់អូថោយ៉ាវិញអូថោថាបើខ្ញុំ play អត់វែងទេខ្ញុំឈរមើលខ្ញុំឈរមើលក្មេងម្នាក់ក្មេងហ្នឹងវាកំពុងបែរមុខទៅកើតប៉ុន្តែក្នុងគូក្បាលវានោះវាយល់ថាហ្នឹងខ្លាច់ដល់ពេលយើងអ្នកឈរមើលយើងគិតមិនយើងនិយាយថាម៉េចអានេះពងវែងហើយកំពុងរោគត្រូវនៅក្នុងកាមវែងណាឯងកំពុងតែឆោក្នុងរង្វង់កាមវែងហើយតើទៅរោគត្រូវក្នុងកាមវែងយ៉ាងម៉េចទីលានដែលឯងចូលទៅនឹងទីលានវែង
ហើយសម្បានឯងទៅរកផងត្រូវក្នុងកម្មវិធីកណានិយាយទៅកណាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់និយាយកន្លែងហ្នឹងសង្ស័យអ្នកផ្សេងទៀតសម្រាប់អនុទេយប់នេះអេលោកលោកដឹងទេកណាមកនៅភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ83ប៉ុន្តែតែវិញសាអូឡាំពិកនៅតែថានេះលេចកើតជើងបូកនៅណាវិញមកទល់លើនេះបើទៅយល់ខុសគេណែដឹកគ្រឹកគុណអឺកណាកណាសំកាត់តិចតែកណាទុំទួរឿងអនត្តាអត្តាហ្នឹងសុខជាសុខជាថ្ងៃថ្ងៃរៀនអភិខមហ្នឹងណាពីពេលថ្ងៃហ្នឹងមានចាំឯងដែលប្រតិគុណអង្គបញ្យល់រឿងអនត្តាអត្តាហើយលោកលើកថាអនត្តាมันអាចគាត់ទុកឯងគាត់ប្រាទុកថាអនត្តាมันអាចបង្កប់ជាបានទេឧទាហរណ៍มันអាចបង្កប់ចិត្តថាកុំអោយខឹងมันអាចបញ្ជាកុំអោយពេញបាក់បានទេហ្នឹងលោកហៅថាអនត្តាចំណែកអត្តាលោកថាគឺអាចប្រកបជាបានគឺយើងអាចជាទូរស័ព្ទបានដូចថាពេលទូរស័ព្ទរោយើងបិទទៅអាហ្នឹងលោកហៅថាអនត្តាអានេះកណាឆ្ងល់ទួអូមិនកើតទេមិនកើតទេមិនកើតទេតែយ៉ាងវេថែមទៀតប៉ិនកណាមែនទេលោកពូមែនទេមែនចឹងឯងមកពីលោកពូសង្ខែលពូច្រឡំបាទបាទបើសិនបើបើសិនបើយកនៃបើសិនបើយកនៃបែបហ្នឹងប្រកបជាមានអត្តាលើលោកហ្នឹងមានអត្តាហើយគ្រាន់តែយើងស្គាល់អត្តាណែវាទៅយ៉ាងណាកាប់ទៅគឺមានអត្តាមែនលោកពូ please ស្ដាប់លោកម្ចាស់ច្រឡំលោកនិយាយពីអត្តាអាចបញ្ជាมันអាចឲ្យឆាមឈឺធ្មេញសក់ស្កូវឬក៏ស្បែកជ្រួញជ្រួញទេលោកចង់និយាយថាហ្នឹងគឺជាអត្តាប៉ុន្តែលោកពូចង់សួរចុះអត្តាជាអ្វីអត្តាយើងសំភារៈអីប្រើប្រាស់អាហ្នឹងថានឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងចង់ថាជាទូរស័ព្ទជាអីជាអីរបស់យើងអាចបិទសលេងបិទអីសូមមកការវាលោកគ្រូបន្តិចយេអរអ្នកអ្នកអ្នកបងត្រាយអត់ទេជ័យទីខ្ញុំកណាថាអត្តានឹងថាវាត្រឹមវិជាការសន្និមត់ណាវាយើងនិយាយកាវោហាដែលយើងថាថាអត្តានឹងអត់មានទេយើងយកសន្និមត់ទៅលើសន្និមត់ទៅលើអីគេខ្ញុំកណាយកលើទៀងកណាដឹងថាអត្តាសួរជាសន្និមត់ទៅលើអីខ្ញុំមកលេងនេះស្មារតីរួចហើយសន្និមត់ទៅលើអីគេសន្និមត់ទៅលើសំភារៈនោះទៀនទៀតអត់មានគេរៀនទេសន្និមត់ទៅលើបរមត្តធម៌ដែលយើងថាសន្និមត់នឹងគឺជាការសម្មតិវោហាថាវោហាហាវហាវអីក៏ដោយប៉ុន្តែហាវទៅលើបរមត្តធម៌វាអត់មានអត្តាអត់មានសត្វបុគ្គលទេវាត្រឹមតែជាបរមត្តធម៌បរមត្តធម៌មានអីខ្លះចិត្តគ្រប់ទាំងឥឡូវឧទាហរណ៍សន្និមត់ថាផ្ទះនឹងយើងទៅរូបភាពជាផ្ទះអ្វីជាផ្ទះអត់មានទេវាមានតែធាតហៅថាដៃទឹកភ្លើងចោលក្លិនពណ៌អោជាអានឹងក៏យកសរមត់ថាផ្ទះប៉ុន្តែអាក្លិនរស់អោជានឹងវាស្អីទេវាជារូបវរមត្តដល់ចឹងវាថាអត្តានឹងវាអត់មានវាត្រង់ដែលថាវាត្រឹមជាការសន្និមត់ទៅលើបរមត្តធម៌ខ្ញុំដូចស្មារតីរៀនចឹងណាខ្ញុំគណៈទីការទីគ្រូបរៀននឹងខ្ញុំគណៈបរៀនពីបរមត្តដែលហៅថាបរមត្តគឺអ្វីមានចិត្តពិសេសនឹងរូបនិព្វានអញ្ចឹងបរមត្តគឺជាប្រធាននៃការសន្និមត់ទាំងពូអញ្ចឹងអ្វីទាំងពូដែលយើងសន្និមត់យើងហៅគ្នានេះគេថាបញ្ញត្តិទោះបីបញ្ញត្តិអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លុះនៅក្រោមអំណាចនៃបរមត្តបរមត្តគឺជាប្រធាននៃអត្ថបញ្ញត្តិមានអ្នកបញ្ញត្តិទាំងអស់ហៅថាអាការបញ្ញត្តិប្រើប្រាស់ក្នុងលោកនេះណាគឺជាការសន្និមត់នេះប៉ុន្តែគឺជាស្អីទេបរមត្តអ្នករៀនគ្រូសើទៅជំរះគ្នាក្នុងក្រុមបានត្រូវទៅកាត់ក្តីអរគណៈស្ដាប់ច្រឡំគណៈណាយ៉ាងគណៈគណៈគ្រប់ចិត្តគណៈស្ឥតគណៈស្ដាប់ច្រឡំគាត់គណៈលោកគណៈគ្រប់ចិត្តខ្ញុំចេះខ្ញុំចេះដែលខ្ញុំថារឿងទូរស័ព្ទនឹងជាការសន្និមត់ទេវាមិនមែនខ្ញុំប្រសិទ្ធនឹងត្រូវតែខ្ញុំត្រូវបន្ថែមវាទៅក្តីថានេះជាការសន្និមត់ឧទាហរណ៍វោហារណាគឺថាខ្ញុំថានេះជារបស់យើងអញ្ចឹងណាអាចថាចង់បញ្យលថាប៉ុន្តែបើសភាវៈពិតវាមានរបស់យើងមកពីណាវាត្រឹមតែដៃពឹងខ្យល់ទៅហ្នឹងអាទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមានក្លិនរស់អូជារបស់វាអូជារបស់វាយើងលាតវាញ៉ាំទៅវាមានជាតិអាស៊ីតជាតិអីវាផ្សាយមករាងកាយវាគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហៅថាអូជារអញ្ចឹងទៅពួរវាគឺពួរនឹងឯងដៃក៏រឹងនឹងឯងវាធ្វើឲ្យរឹងជាប់គ្នានឹងទៀតទឹកនឹងឯងអញ្ចឹងណាហើយជាកណាច្រឡំកណាគាត់ដាក់ជាអត្តាគឺអាចបង្កប់ជាបានឧទាហរណ៍បើយើងអតិហោបើយើងអាចបញ្ជាទូរស័ព្ទបានគឺថាកាលណាទូរស័ព្ទរោយើងអាចបញ្ជាបានដូចបិទវាបថយសម្លេងវាកណាដាក់អញ្ចឹងផែកណាច្រឡំនេះសំមត់អានេះណាសំមត់ណាតែវាអត់មានទេយើងគ្រាន់តែថា
nhưng cần trong vô hà thả bớt cái gì cụ thể thả đôi chị ạ ta những việc cập chìa bàn nhớ nè bởi vì ở miền lừa lối nó cực ạ ta tê bởi vì dương ạ ta sơn nó mòn chứ nè dù sơn nó mòn thả anh chứ nè ạ nó cực chìa cạp bánh nha tê anh nhớ mắt bánh nha tê lưu bó ra mắt thua nè ngay chất chìa ta sợ nè ngay vì khu miền phật vì khu miền phía ạ ta phật cái nào vô lên cụ nhìn nhôm chế ạm nhôm lên nhìn chế về để nhiều đứa nhiều chập cô là bà đôi chập bò mặt thua chứ nhiều trót cái bò mặt thua xây cái chập bò mặt thua cái nào giờ lót nó còn 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 cái nào giờ lót n